chương 71. 71. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Cung loạn lấy danh dương hầu nhất đảng bắt giam thiên lao chấm dứt, nhưng mà không chờ hỏi trảm ý chỉ truyền xuống, danh dương hầu liền đã sợ tội tự sát, minh ám vây cánh nhất thời hoảng thần, đều đầu thành. Tay cầm quyền cao danh dương hầu vừa chết, trong triều uy hiếp lớn nhất liền đã tiêu trừ, vì cân đối triều chính tấn nguyên đế vẫn chưa đuổi tận giết tuyệt, phần lớn chỉ hạ phóng biếm quang, mà ở cung loạn trung có công giả đều thăng cấp 3. Hạ triều, tấn nguyên đế lập tức đi nghị chính điện, nhìn đến cuối mâu bái lễ trịnh thiếu thời, mặt phù đạm cười, ngồi ngay ngắn cho án kỹ sau trầm giọng mở miệng. Ngươi nhưng là làm trẫm nhìn với cặp mắt khác xưa. Trịnh thiếu thời nghe vậy liêu bào quỳ xuống đất, không kiêu ngạo không xỉm nịnh bái lễ. Thần chính là thánh thượng một tay đề bạc, tự nên vì thánh thượng cúc cung tận tụy. Tấn nguyên đế rủ xuống rèm mắt, trái lại tự nâng tay châm trà, tuy rằng hắn cùng với biết viên sớm bố trí hảo hết thảy, nhưng tự hồ được cái ngoài ý muốn kinh hỉ, một cái mới ra đời thiếu niên dám ở danh dương hầu trước mắt suối dục này thủ hạ hãng tướng. Này phiên đầu thành cử chỉ cũng không phải là một ngày tài cán vì, trừ phi theo hắn nhập danh dương hầu trướng hạ liền bắt đầu mưa hoa. Cầm trong tay ấm trà buông, tấn nguyên đế ngước mắt đánh giá trước mặt thiếu niên, hắn nên tin hắn trung tâm cùng hắn hảo vẫn là nói hắn tâm cơ thâm trầm. Đánh giá sau một lúc lâu, tấn nguyên đế rủ xuống rèm mắt mở miệng. Đứng lên đi. Chậm rãi đem trà đệ tới bên miệng, một ly trà uống xong, trong lòng do dự việc đã có đầu mối, đã là một khối như vậy thật cẩn thận cầu sinh phỉ ngọc, hắn liền cho hắn một lần cơ hội lại như thế nào. Ngày sau nhập trú nội các nhân chớ có nhường trẫm thất vọng. Lại dập đầu bái lễ, một thân tố bào trịnh thiếu thời cũng không dư thừa cảm xúc, thấy hắn như thế thu liễm, tấn nguyên đế vừa lòng gật gật đầu. Lui ra đi. Trịnh thiếu thời âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lui bước rời đi, nhưng mà xoay người bán ra nghị chính điện, nhìn đến bầu bạn tôi tớ mà đến chu hoàng hậu khi, cả người cứng đờ, bận rũ xuống rèm mắt. So với trịnh thiếu thời khẩn trương, chu hoàng hậu lại giống như chưa nhìn thấy kia đứng ở điện tiền nhân bình thường, lập tức mại nhập nghị chính điện nội. Chu hoàng hậu sắc mặt còn có chấn kinh sau tái nhợt, vào cửa nhìn thấy tấn nguyên đế thần sắc kinh ngạc xem ngoài cửa một bên theo thị nữ khay thượng cầm lấy canh thang một bên mở miệng hoàng thượng đây là ở nhìn cái gì nghe vậy thu hồi đôi mắt tấn nguyên đế lấy qua canh thang lắc đầu đạm cười ngươi vừa mới đến khi khả nhìn thấy kia đứa nhỏ trẫm cảm thấy kia đứa nhỏ có trẫm năm đó bóng dáng hắn năm đó không được hoàng sủng nếu không phải có trưởng tỷ chăm sóc phụ tá hắn cũng tọa không lên này đại vị hắn chỉ là nhớ tới hắn cũng từng từng có như vậy thật cẩn thận thời điểm. Vòng qua án kỹ, Chu Hoàng hậu ngồi xuống ở tấn nguyên đế bên cạnh người, đôi mắt nhu nhu. Không giống, Hoàng thượng mặc dù khi đó không được sủng cũng so với đứa nhỏ này lá gan lớn hơn, thần thiếp cũng không quên, thần thiếp cùng Hoàng thượng gặp nhau ngày ấy, Hoàng thượng nhưng là loại nào oai hùng cứu thần thiếp thị nữ đâu. Tấn nguyên đế cười nhẹ, buông trong tay canh thang, lập tức giống như cũng tưởng khởi cái gì, trầm giọng nói. Khả ngày ấy trẫm cũng là làm điều thừa, trẫm như biết ngươi kia thị nữ ngày sau hội cùng danh dương hầu tình đầu ý hợp, khởi sẽ ra tay. Tươi cười vi cương, chu hoàng hậu vội vàng mở miệng. Không phải. Không nghĩ lại nhắc tới danh dương hầu có liên quan nhân, tấn nguyên đế nâng tay nhu nhu thái dương. Lăng an được chút. Nói bị đánh gãy, chu hoàng hậu mạnh hoàng hồn, thu liễm nổi lòng, nhíu mi lắc đầu. Thái y truyền lời nói theo cao điện ngã hạ khi huyết đầu. Hiện nay còn chưa tỉnh lại. Thủ dừng lại, tấn nguyên đế mở mắt ra mâu, xem vẻ mặt lo lắng thê tử, than nhẹ mở miệng. Mệt nhọc hoàng hậu. Đạm cười lắc lắc đầu, gặp kia trên bàn canh thang uống hoàng, chu hoàng hậu tự mình thu thập canh bát. Nàng từ nhỏ ở thần thiếp trong cung lớn lên, thần thiếp đem kia đứa nhỏ cho rằng thân sinh nữ nhi, chiếu kháng nàng mười mấy năm, tại sao mệt nhọc vừa nói gật gật đầu tấn nguyên đế không lại mở miệng cầm lấy trên án kỹ tấu chương tinh tế lật xem mà một bên thu thập canh thang nước sơn bàn chu hoàng hậu thấy thế cũng không lại quấy rầy nhẹ nhàng đứng dậy như lai khi bình thường phong khinh vân đạm rời đi làm kia đạo thân ảnh rời đi tấn nguyên đế nhíu mi ngẩng đầu tựa như lúc trước theo như lời hắn cùng với biết nguyên bố trí tốt lắm trong cung hết thảy không có khả năng có phản quân người đặng thượng cao điện dài thở dài một hơi Tấn Nguyên đế bế mâu nhu nhu thái dương, đại khái là hắn nghĩ nhiều, nghĩ đến hôm nay không có vào triều cháu ngoại trai, dò hỏi. Hôm nay thái y viện nhân sáng sớm liền đều đi tướng quân phủ, cũng biết hiểu là chuyện gì. Đứng ở một bên hỷ công công nghe vậy cười tiến lên. Hồi hoàng thượng trong lời nói, tướng quân phủ đánh giá là có chuyện tốt. Ngu ứng chiến hôm nay cũng không có vào triều, cũng không có đúng hạn đánh quyền tập võ, mà là cùng nhà mình tiểu thê tử luôn luôn ngủ đến buổi trưa buông trong tay văn thư xem khuôn mặt nhỏ nhắn mặt hướng chính mình ngực nắm chặt chính mình vạt áo như trước ngủ say sưa tiểu thê tử ngu ứng chiến mày nhăn nhanh, nhanh nghĩ đến theo sáng sớm liền chờ ở chính đường thái y cuối cùng vỗ vỗ tiểu thê tử mông nam nam mông bị liên tiếp chụp lại lý ngôn hề bẹt bẹt miệng cổ họng cơ hai tiếng mở một con mắt thật sự buồn ngủ lợi hại lũi tiến lên ở hắn nghiêm túc trên mặt hạ xuống lấy lòng vừa hôn. Ta còn muốn ngủ. Buộc chặt gò má nhân kia nhuyễn nhuyễn môi thấm ướt một mảnh, xem lại ngủ tiểu thê tử, ngu ứng chiến mày súc nhanh, đã mặt trời lên cao, như thế nào hảo lại như thế qua nằm cho sạp thường. Thật sự không có quy củ. Trầm lãnh xem tiểu thê tử ngủ phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn, bàn tay to cuối cùng nâng lên, đem chăn kéo lên chút, đem tiểu thê tử một lần nữa cái hảo theo sau vỗ nhẹ nhẹ thôi mệnh thái y đi vào hỏi chẩn đi tiểu thê tử không muốn rời giường đã đợi một cái buổi sáng cao lớn nam nhân xuống giường y lấy qua ngoại bào nhận thấy được bên ngoài truyền đến động tỉnh mày nhất xúc nói đã tỉnh hậu hồi lâu ám vệ tới gần môn sườn cách môn hạ giọng mở miệng phùng thị trí mạng miệng vết thương ở cổ đau động lực thiển không phải tập võ người gây nên đem ngoại bào hảo Ngu ứng chiến đôi mắt buông xuống, phùng thị vừa chết, chỉ hướng người nọ trực tiếp chứng cớ liền không có, người nọ nhưng là hảo thủ đoạn. Liễm thần trầm tư, chợt nghe đến bên cạnh người truyền đến động tĩnh, trở lại nhìn lại, vừa mới chính ngủ tiểu thê tử hiện nay đã ngồi dậy. Lý ngôn hề là từ khô nóng trung tỉnh lại, xem đem chính mình quả kính chăng, lửa giận dâng lên, giận mà đem chăng ném tới thượng, lên án xem đến gần nam nhân. Ngươi làm cái gì đem ta quả như vậy nhanh, ý định không nghĩ ta ngủ có phải hay không ngươi này phôi tâm nhãn nhân ngươi có biết hay không ta có gần nhất nhiều mệt nhọc hôm kia ta giống như cái gì đều không can ngày hôm qua ta giống như cũng cái gì đều không can hôm nay ta nhìn nhìn cao cao tại thượng ngày lý ngôn hề chính mình muốn đem chính mình khí khóc tuy rằng nàng cái gì đều không can khả nàng chính là mệt nhọc mệt mỏi xem hai mắt phím hồng mặt mang mệt mỏi màu tóc tiểu tì khí tiểu thê tử ngu ứng chiến đi nhanh tiến lên thấy nàng quả thực nóng ra một thân mồ hôi mày xúc nhanh vỗ vỗ tiểu thê tử lưng trấn an nam nam ngủ đi ta đi đổi cái bạc chút chăng nhất khang lửa giận giống như đánh vào bông thượng lý ngôn hề biển miệng khôi phục chút thần trí ta đói bụng biết tiểu thê tử đây là muốn đi lên ngu ứng chiến mày thoáng giãn ra lấy qua một bên quần áo vì nàng y phản xạ có điều kiện nâng tay, thân thủ, Lý Ngôn Hề xem trước mặt nhà mình phu quân chịu mệt nhọc bộ dáng, nghĩ đến chính mình vừa mới mắng hắn phôi tâm nhãn hành vi, đột nhiên có chút ấy nấy, bán hiếp mỏi mệt phượng mâu, khàn khàn nói. Phu quân, ta tưởng thân ái ngươi. Bàn tay to dừng lại, ngu ứng chiến mặt trầm xuống ho nhẹ, lập tức khuynh thân. Ân. Môi đỏ mộng nhất câu, nâng lên trầm trọng ngẫu cánh tay hoàng thượng nhà mình phu quân cổ. Lý Ngôn Hề lười biến khuyên thân, quyệt môi tại kia trên má in xuống một cái hôn sau, chỉnh khuôn mặt cũng đi theo dáng thượng kia lạnh lùng gò má, muốn bù lại nhà mình phu quân nhân tâm có thừa mà lực không đủ lại ngủ. Vừa hôn phụ tặng nhất chỉnh trương khuôn mặt nhỏ nhắn, ngu ứng chiến nhíu mi, phát hiện tiểu thê tử lại lâm vào mê mang, cuối cùng vẻ mặt nghiêm túc đem nhân tắc trở về giường, trắc trắc tiểu thê tử vừa mới bị áp hồng cái mũi nhỏ. Phân phó bị cơm lấy chăn mỏng, Phân phó truyền thái y đi vào, ngu ứng chiến liền lặng lặng canh giữ ở nhà mình tiểu thê tử bên người. Sau một lúc lâu vài vị thái y đi vào bắt mạch, xác minh ngu ứng chiến mấy ngày hoài nghi. Chúc mừng tướng quân, phu nhân có thai ba tháng rồi. Trong lòng bỗng nhiên nặng nề, mệnh ngu nhĩ đưa mấy vị đại nhân rời đi, ngu ứng chiến xem trong lúc ngủ mơ tiểu thê tử, lo lắng lỗi nặng vui sướng, hắn đến nay không có tìm được quản giáo nhà mình tiểu thê tử phương pháp, có đứa nhỏ nên như thế nào quản giáo lãm nhân trong ngực trung bàn tay to phủ trên kia một tay liền có thể tráo toàn bụng anh mày lại bắt đầu chậm rãi giãn ra nơi này có hắn cùng với nàng đứa nhỏ trong lòng bỗng nhiên mềm mại cao lớn nam nhân chi chân đứng dậy phụ đang ở kia bằng phẳng bụng hạ xuống vừa hôn không là vui sướng lỗi nặng lo lắng đó là hắn cùng với nàng đứa nhỏ tiểu thê tử ngủ say sưa Ngu ứng chiến liền đoan trang kia bằng phẳng bụng, vốn định liền như vậy thủ tiểu thê tử tỉnh lại, lại nhân ngoài cửa truyền lời mày xúc khởi. Gia, ja, hai vị tiết đại nhân đến phủ. Sau một lúc lâu, thư phòng nội, ngu ứng chiến cao mày ngưng dung ngồi ngay ngắn, nhìn đến như vậy trầm túc hảo hữu, tiếp định hải cũng không từ nhíu mi. Cung loạn ngày ấy là chân núi phía nam tướng quân đóng ở Hầu Phủ. Sát hại phùng thị nhưng là hắn người gây nên tiếp định châu lại nghiêm túc nghe nói ngày ấy ngoài cung chân núi phía nam tướng quân nhân mã rời đi hầu phủ vào cung hầu phủ liền một mảnh huyết tinh hai người đều tự trầm túc giang ngu ứng chí ngưng trọng gật gật đầu ta muốn làm cha nghe vậy ngẩn ra hai người khoảng cách minh bạch bạn tốt trầm túc vì sao mà đến tiếp định hải dẫn đầu mỉm cười chắp tay chúc mừng rõ ràng trong lòng niềm vui nhanh lại nhường hắn đi theo khẩn trương Tiếp định Châu Tùng hoãn thân mình, hừ nhẹ một tiếng, lập tức nghĩ đến hiện nay chính mình cùng Lam Lam tình cảnh, không khỏi thở dài. Biết Nguyên đều phải làm cha, mà ta còn không có đi ra bước đầu tiên đâu. Nhìn về phía trên án kỹ ám vệ đưa tới văn thư, ngu ứng chiến nghe vậy trầm giọng. Hiện tại phải là bán ra bước đầu tiên tốt nhất thời cơ. Ngô gia chính là hữu thừa tướng phụ tá đắc lực, nay danh dương hầu thất thế, hắn tốt nhất biện pháp đó là đáp ứng cùng tiết gia kết thân bảo toàn trong tộc tiếp định châu biểu môi ngô đại nhân hiện nay mặc dù bị quan nhập nhà tù cũng không chịu gặp ta quét mắt tiếp định châu quan phục ngô ứng chiến một lần nữa nhìn về phía trong tay văn thư nghe nói vị kia ngô đại nhân là cái đau hộ thê nữ thay đổi tư thế tiếp định châu nản lòng nâng mặt đúng vậy người nọ là cái đau thê nữ thế nào đều rơi vào như vậy hoàn cảnh còn không chịu khắc mưu sinh lộ cả người cứng đờ tiếp định châu tọa thẳng thân mình người nọ là cái đau thê nữ sẽ không là sợ thừa chính mình tình lo lắng ngày khác sau đối lam lam không tốt đi lòng như lửa đốt đứng dậy tiếp định châu một bên đi ra ngoài một điểm dặn dò ta cái này đổi thân quần áo lại đi lao trung cùng ta nhạc phụ đại nhân thúc tất trường đàm biết viên ở ta thành công tiền ai tới cầu ngươi ngươi đều không cần thả người a cầm trong tay văn thư bay qua một tờ, ngu ứng chiến nhíu mi. Ngô gia tiểu thư cùng nam nam giao hảo. Chà chà chân, tiếp định châu nghe nói như thế trắng răng một cái gấp hướng ngoại chạy tới, hắn không thể lại trì hoãn, cần phải ở lam lam cầu đến lý gia tiểu thư trước mặt tiền dỗ kia lỗ mũi trâu đem lam lam gã cho hắn. Nhìn đến đệ đệ vô cùng lo lắng rời đi, tiếp định hải lắc lắc đầu, phục nhớ tới chính mình ý đồ đến, nhíu mi mở miệng. Phùng thị đã chết, Biết quyên, ta muốn đem nàng thi thể giao cho vị kia từng đã cứu ta kim bá. Xem văn thư thượng cuối cùng một tờ, ngu ứng chiến mày nhíu lại, cổ vết thương trí mệnh ngấn chỗ có tụ huyết. Bị đau cắt mạch mà chết, làm sao có thể có tụ huyết? Trầm tư sau một lúc lâu, ngu ứng chiến cuối mâu đem văn thư buông. Ân. Ừ. Tiếp định hải nhẹ nhàng thở ra, có thế này đứng dậy rời đi. Thư phòng nội tự tiếp định hải rời đi liền lâm vào yên tĩnh, Ngu ứng chiến vẻ mặt nghiêm túc ngồi ngay ngắn, nghĩ đến cung loạn ngày ấy danh dương hầu nhìn về phía chu hoàng hậu tình cảnh, bỗng dưng cúi mâu. Phùng thị cùng danh dương hầu như thế nào quen biết? Một bên ám vệ cúi đầu lên tiếng trả lời. Danh dương hầu năm đó hồi kinh đi ngang qua chùa miếu rừng hoa đào. Đối đương thời vẫn là chu gia tiểu thư thị nữ phùng thị vừa gặp đã thương, làm hạ khác người cử chỉ. Nhẹ nhàng khấu khấu án kỹ, ngu ứng chiến trầm giọng khi đó hai người liền ám thông xã giao. Ám vệ suy tư sau một lúc lâu, do dự mở miệng. Đương thời Phùng Thị cũng không nguyện, sau bị cùng tồn tại Đào Lâm Kim Thượng Cứu. Chương 72 72 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tiểu thư, tự lý hoa đào nở vừa vặn, chúng ta đi nơi đó nhìn một cái đi. Một thân thúy lục y váy nữ tử nâng thu hồi giấy, bị kích động mại nhập nội đường, bất cố thân thượng đổ rào rào rơi xuống chặt cành lá, vẻ mặt sắc mặt vui mừng ngồi chồng hổn ở Phật tiền bồ đoàn, đôi mắt chờ đợi. Chu gia tiểu thư mỗi phùng chu phu nhân ngày dỗ đều sẽ đến chùa miếu ăn chay ba tháng, sau kinh dân hương. Nghe được động tĩnh, chu lăng nghiêng đầu, ngón trỏ để môi, lập tức nhìn đến nhà mình nha hoàng một thân chật vật, mày nhíu lại. Cho ngươi đi thủ chút giấy đến, ngươi tại sao một thân chật vật? Cuối đầu nhìn nhìn trên người nghiêng lệch quần áo, Phùng mãn sang nhiên bắt trảo lỗ tai, thành thành thật thật ngồi chồng hổn ở bồ đoàn thượng, đôi mắt dao động. Ta! Nô tỳ vừa mới tưởng mau chút trở về, đi rồi đường nhỏ. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, biết nàng là cá tính tử sống phát, chu lăng thở dài, nhìn nhìn theo sáng sớm liền bầu bạn tại bên người khác vài cái nha hoàng, nhẹ giọng mở miệng. Ta nơi này còn có vài tờ không có sao hoàng, tả hữu vô sự, các ngươi đều đi xuống đi nghe vậy phùng mãn nhãn mâu sáng ngời nguyên bản suy sụp tinh thần bả vai lại đứng lên nhìn đến nàng như vậy mong mỏi chu lăng cười nhẹ ngước mắt nhìn về phía một bên mài mực nha hoàng lục hà một lát trưởng công chúa sẽ đến tự lý ngươi cùng mãn nhi cùng nhau chỉ điểm nàng chút quy củ như gặp chớ để chọc va chạm gật đầu xác nhận lục hà buông trong tay chuyện đứng dậy bầu bạn vài cái nha hoàng cùng rời đi nội đường nhân được tự gia tiểu thư phân phó từ lúc nội đường xuất ra, Lục Hà liền gắt gao vãn trụ phùng mãn cánh tay. Muốn lên cây chiếc hoa phùng mãn như thế nào đều thoát khỏi không xong chất cốc, khuôn mặt nhỏ nhắn không vui. Lục Hà tỷ tỷ, ta trước kia ở trong tộc thường xuyên muốn lên dưới tàn cây hà hái thuốc đục nước béo cò, ta sẽ không chút họa, chính là tưởng lên cây chiếc cái hoa mà thôi. Ngươi buông ra ta đi. Kiên định lắc lắc đầu, thói quen nghe theo chủ tử phân phó Lục Hà nhíu mi mở miệng trước kia trước đây, đã ngươi hiện tại là tiểu thư nha hoàng cũng không thể như vậy tùy tiện, tiểu thư thân là hữu thừa tướng đích nữ lại là trưởng công chúa khăn tay dao, ngầm có bao nhiêu người nhìn chầm chầm đâu, chúng ta mất quy của người khắc hội chê cười tiểu thư quản giáo vô phương. Buồn bực ngồi ở cây đào hạ, phùng mãn hai tay chống má xem phấn nộn hoa đào, trong lòng không ngừng hối hận, sớm biết rằng nàng liền không cứu kia chu gia tiểu thư, mày nhất xúc, phùng mãn thở dài, khả nàng lúc trước không lấy thuốc trị liệu chu gia tiểu thư thân vô xu mấy ngày chưa từng ăn cơm nàng chỉ sợ cũng muốn ông nàng còn sót lại dược cùng nàng cha cho nàng lưu lại phương thuốc đói chết đầu đường gặp phùng mãn thành thành thật thật ngồi xuống không lại nghĩ lên cây chiếc hoa lục hà nhẹ nhàng thở ra đi theo ngồi ở nàng bên cạnh người lo lắng nhìn chằm chằm nhân nhưng mà xem xem lục hà hâm mộ mở miệng mãn nhi làng da ngươi thật tốt cùng tiểu thư làng da giống nhau hảo đâu người nào nữ tử không vui người khác khen, nghe nói như thế, chính cân nhắc như thế nào thoát khỏi chất cốt phùng mãn đắc ý ngẩng đầu. Khi có cái gì, chúng ta trong tộc tuy rằng cô đơn, nhưng có thật nhiều thần dược đâu, nhà chúng ta A Kim đảo dược hương cao tốt nhất dùng. Thân là chu phủ gia sinh con, Lục Hà chưa bao giờ rời đi qua trong kinh, nhưng nghe qua thi họa lý nhắc tới qua rất nhiều thần kỳ thế tộc, nghe vậy bị kích động mở miệng. Đều có cái gì thần dược? xuất ra vài năm phùng mãn tuy rằng không tính toán lại hồi cái kia hiện nay liên cơm đều ăn không đủ no trong tộc nhưng từ nhỏ ở nơi đó lớn lên há có thể không nghĩ đôi mắt khát khao tinh tế cùng lục hà nói về hoa đào cánh hoa theo phong qua mà đáp dưới tàn cây hai người bả vai dưới tàn cây hai người một cái nghe nghiêm cẩn một cái nói kiêu ngạo chúng ta trong tộc còn có giang hồ tuyệt tích thuật dịch dung chật chật lấy làm kỳ nghe đến đó lục hà vẻ mặt tò mò ngươi cũng sẽ. Vừa mới còn đắc ý phùng mãn lắc lắc đầu, tiếc núi mở miệng. Ta trong tay đều chính là phương thuốc, cha ta hội chúc, mà ta cha qua đời cũng không có đem tài nghệ truyền thụ cho ta, ta không nhiều biết. Thất vọng thở dài, hai cái nha hoàng lại nâng cầm xem đỉnh đầu cây đào, dắt tân kỳ hiểu biết, thẳng đến từng đợt kinh hô áp qua các nàng thanh âm. Danh dương hầu đến tự lý. Hầu gia lúc này không phải đóng ở Tây Bắc sao? Nghe nói vừa mới ở Đại Hùng Bảo Điện Dân Hương đâu, như hiện nay không thấy, người như vậy đánh giá hồi kinh liền lại không còn thấy. Bất quá ta cảm thấy có một ngày ta chắc chắn học hội này phương thuốc tài nghệ, chúng ta trong tộc cái gì đều không có, còn lại ta nhất định phải học hội. Phùng mãn như trước trái lại tự nói vui vẻ, nhưng mà một bên lục hà lại chưa nghe đi vào. Danh dương hầu ở trong chùa. Thiếu niên chinh chiến xa trường, huân công trác tuyệt, dung mạo tuấn lãng danh dương hầu tuy rằng là hữu thừa tướng con nhưng các nàng cũng rất ít có thể nhìn thấy rủ xuống rèm mắt trong lòng khẽ nhúc nhích lục hà cắn cắn môi xem bên cạnh người càng nói càng vui vẻ phùng mãn khó xử mở miệng ta muốn đi tự tiền cái kia đại hùng bảo điện ngươi theo giúp ta cùng nhau được chính nhớ lại vui vẻ phùng mãn nghe vậy dừng lại bừng tỉnh gặp lục hà vẻ mặt đỏ bừng không khỏi nghi hoặc ngươi làm sao vậy tâm bang bang thẳng khiêu Lục Hà cắn môi đem nàng kéo, không nói được lời nào hướng tự tiền đi đến. Tự tiền chật chội, mặt quân giáp tướng sĩ đem đại hùng bảo điện vây khởi, mọi người không được tới gần. Cùng Lục Hà chen chúc tại trong đám người, không rõ vì sao này chỗ nhân như vậy nhiều, phiền chán này chật chội, phùng mãn tưởng phải rời khỏi khả trở lại gặp Lục Hà xem trong điện giật mình thần, không khỏi nghi hoặc, ngước mắt nhìn lại, bỗng dưng chống lại một đôi con ngươi đen, không biết người nọ là ai, Phùng mãn vốn định thiện ý cười, nhưng mà lại nhìn đến kia thân quân giáp nam nhân trong mắt khinh miệt, phùng mãn cắn môi, hung hăng trừng đi, lập tức quay đầu nhìn về phía lục hà. Người ở đây nhiều lắm, chúng ta hồi đào lâm lý đi. Bên cạnh người nhân như cũ không có phản ứng, phùng mãn nhíu mi, lập tức đôi mắt vừa chuyển, cúi đầu cười, âm thầm tùng thủ, nương chật chội đám người trốn. Lục hà như trước kinh ngạc xem xa xa trong điện nam tử, Vừa mới danh dương hầu là ở xem mãng như sao Đào lâm nhân đều nhìn kia chiến công hiển hách hầu gia Cho nên lại hồi đào lâm Chỉ có phùng mãng một người Không người quấy rầy nhau Phùng mãng hưng trí bừng bừng chiếc hoa Các nàng trong tộc hoa cỏ tuy nhiều Nhưng không có như vậy tỉ mỉ bảo dưỡng hoa Phần lớn là rễ cây rất nhỏ hoa dại Đi ra ngọn núi Nàng gặp qua rất nhiều chuyện mới mẻ vật Nhưng như vậy đại phiến đại phiến đào lâm Cũng là lần đầu tiên gặp Nhất thời hiếm lạ nhanh nắm chặt tam chi hoa phùng mãn nhìn một vòng lại lựa chọn một gốc cây thích thụ đề váy mà lên trong tay nắm chặt này nọ bao nhiêu có chút không có phương tiện nắm chặt thành nắm tay tay viện thụ tay kia thì vương đi đủ kia cành nhưng mà ngay sau đó dưới chân vừa trợt cả người về phía sau đổ đi từ nhỏ thường xuyên nhân lên cây bị thương phùng mãn biết được kế tiếp đau đớn bận nhắm mắt lại mâu nhưng mà đau đớn lại chưa đánh úp lại theo một thân kêu rên rơi vào một người trong lòng phùng mãn ngã nhào ở ổn định thân hình phùng mãn bận mở mắt ra, vừa chống lại một đôi trêu tức đôi mắt. Mỗi phùng mẫu thân ngày dỗ, tiêu trạc đều sẽ giống khung giống dạng uống chút tế rượu, như ở Kinh Thành cũng tới này tự lý thượng một nén nhang, nhưng mà hết thảy này chẳng phải vì tế bái cái kia thị hắn vì dơ bẩn mẫu thân, bất quá là làm cấp người trong thiên hạ xem thôi. Xem dưới thân giật mình thần nữ tử, như cũng mang theo tử khí danh dương hầu nâng tay kiềm trụ trụ nàng cầm, nghĩ đến vừa mới ở trong đám người nhìn đến nàng khi cảnh tượng tiêu trạc mị mâu ngươi dám trừng bản hầu nghe vậy hoàng hồn phùng mãn trướng đỏ mặt thôi che mặt tiền nam nhân nhưng mà trên người nhân văn ti chưa động mọi nơi lại truyền đến tiệm gần cước bộ hầu gia nguyên là hữu hảo sự khó xử chúng ta lo lắng ngươi đi theo ngươi đuổi theo tướng quân đóng ở tây bắc vài năm nhưng lại cũng nhiễm kia giả mang tính tình nghe nói giả mang nhóm liền cũng là như vậy gặp được thích hợp nữ tử liền muốn đi ha 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 ha. Sắc mặt nhân rượu đỏ lên, huyết khí phương cương nhân xem dưới thân nữ tử sắc mặt càng ngày càng hồng, trong lòng khẽ nhúc nhích, khó được hắn cảm thấy thú vị. Các loại ô ngôn quế ngữ trong lời nói truyền vào lỗ tai, phùng đầy mặt sắc đỏ lên, vừa muốn chửi ầm lên, môi đột nhiên bị trên người nhân hôn trụ, đôi mắt trợn to, phùng mãn ra sức giãy dụa, nhưng mà trên người nhân không chút sức mẻ, thở dốc càng ồ ồ, trên người chợt lạnh, phùng mãn hơn hoảng loạn, theo người nọ động tác đôi mắt tràn đầy nước mắt. Mọi nơi tiếng cười nói tiếp tục truyền đến, nhưng mà phùng mãn trong người hạ đau nhất sau rốt cuộc nghe không rõ gì thanh âm, trong lòng đau hận thầm nghĩ giết này hủy nàng trong sạch nam nhân. Nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, tầng lâm tuyệt vọng là lúc, nhưng mà lại nhất khinh, chịu đựng đau đớn đứng dậy, Phùng mãn nhãn mâu mông lung nhìn đến nhất tịch bạch y nam tử đem kia gọi làm danh dương hầu nam tử đánh ngã xuống đất, nhìn đến kia nhất tịch bạch y nam tử cởi ra ngoại bào gắn vào trên người bản thân, nhìn đến kia bạch y nam tử. Nghe được đồng hành nữ tử triệu hồi, bước đi xa. Trưởng tỷ, ngươi thế nào xuất ra? Nữ tử tố xa váy dài, mày nhíu lại, cử chỉ tao nhã thông dong, Phùng mãn chưa bao giờ gặp qua như vậy ôm nhu nữ tử, cho dù là vị kia cũng đủ ôm nhu chu gia tiểu thư cũng so với chi không kịp. So sánh với dưới nàng lại chật vật đến cực điểm, theo nàng rời đi miêu cương một đường hướng bắc, chưa bao giờ nhân chính mình xuất thân tự ti, mà lúc này lại khó có thể ngẩng đầu, lại càng không dám nữa nhiều xem kia Bạch Y Nam tử liếc mắt một cái. "Trưởng tỷ, ngươi xem ta chiếc hoa cho ngươi." Nói là cho ngươi chiếc hoa cấp chu gia tiểu thư ngươi nhưng là chạy đến nơi đây cùng người đánh làm một đoàn hai người thanh âm càng ngày càng xa một thân chật vật phùng mãn kinh ngạc đứng dậy lần đầu tiên ý thức được chính mình có bao nhiêu sao nhỏ bé tiếng mưa rơi tí tách luôn luôn thiển miên nhân mở mắt ra mâu bên trong yên tĩnh xuất thần sau một hồi sa trướng trung nhân tài nâng tay nhu nhu tráng của bản thân giác nàng thế nào lại làm như vậy mộng khi trí nhớ không nên lại thuộc loại nàng chậm rãi đứng dậy xuyên thấu qua sa trướng nhìn về phía trong gương chính mình chu hoàng hậu xoa mặt mình gò má nàng sớm không phải cái kia theo thâm sơn cùng cốc mà đến, không biết trời cao đất rộng nha đầu. Nghe được trong phòng có động tĩnh, thủ ở ngoài cửa mẹ bận thăm dò hỏi ý. Rủ xuống rèm mắt, chu hoàng hậu thở vào nhẹ nhõm, đạm cười ngẩng đầu. Lăng an được chút. Mẹ gặp hoàng hậu nghỉ trưa đứng dậy, bước lên phía trước hầu hạ, cuối mâu đêm hôm nay thái y tái khám trong lời nói báo cáo. Công chúa hít đầu, thái y nói ngày sau đánh giá khó có thể tỉnh lại mặc được hài miệt chu hoàng hậu ưu sầu thở dài khởi thanh hướng lăng an nghỉ cung đi đến hoàng hậu mỗi ngày đều sẽ vấn an công chúa trong cung người hầu gặp hoàng hậu tiến đến bận lui thân rời đi chu hoàng hậu lấy qua thị nữ trong tay khăn ngồi xuống ở lăng an mặt sườn tinh tế trà lau tráng của nàng giác than nhẹ mở miệng thật sự là cái mệnh đại đứa nhỏ khăn mát chu hoàng hậu trở lại trầm tĩnh đầu trong tay khăn ấn lệ hỏi ý hoàng thượng hiện tại ở nơi nào tỉnh hầu một bên mẹ có lễ tiến lên. Hoàng thượng vừa mới triệu kiến tướng quân cùng tướng quân phu nhân vào cung. Đầu khăn thủ dừng lại, chu hoàng hậu ngẩng đầu. Gây nên chuyện gì? Nghe nói vị kia tướng quân phu nhân có thai. Chương 73 73 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Lo lắng tiểu thê tử biết được có thai hội cáo kỉnh, ngô ứng chiến trầm túc ngưng dung suy nghĩ mấy ngày cũng không có thể tưởng hảo như thế nào báo cho biết gặp tướng quân như thế chim tiền cố hậu bên trong phủ mọi người trừ bỏ so với ngày xưa hầu hạ càng thêm cẩn thận ngoại cũng không dám nhiều lời cho nên làm lý ngôn hề một tay cầm quả táo một tay cầm sổ sách nghe được công công liền nói chúc mừng sau vẻ mặt mờ mịt từ tướng quân sinh ra hoàng thượng liền vừa quân tiếp vào trong cung chăm sóc hoàng thượng lao thẳng đến tướng quân cho rằng thân tử nuôi nấng lúc nào cũng nhớ, tiền một ít ngày Thái Y hỏi chẩn sau, Hoàng thượng biết được phu nhân ngài có thai liền luôn luôn chờ đệ tính vào cung, nhưng này liên tục mấy ngày cũng không âm tính, Hoàng thượng bao nhiêu nhớ thương, mệnh nô tài nhóm đi lại nhìn một cái có thể có thiếu, nhưng ngài không cần để ý, Thánh thượng không có bàn ý tứ. Điểm nhất ngữ, Hỷ công công ngẩng đầu thấy Tây viễn tướng quân vị này tiểu phu nhân nắm quả táo suy nghĩ xuất thần, lại lo lắng ho nhẹ hoàng thượng không nghĩ triệu phu nhân vào cung nói chuyện ý tứ, phu nhân nhưng chớ có đa tâm. Lý Ngôn Hề hiện nay khả bất chấp đa tâm, răng rắc, hồng hồng quả táo theo dân lên nghi hoặc thiếu một cái chỗ hỏng. Nàng có thai. Chu ngọc nước tràn ngập môi khang, cái miệng nhỏ nhắn khép mở cái không ngừng, Lý Ngôn Hề cứng ngắc xoay người xem kia nhất kiện kiện bị đưa vào chính đường quần lót sam, tiểu vòng tay, phượng mâu nheo lại, nhìn chung quanh một vòng, này mới phát hiện chính nội đường nha hoàng mẹ nhóm tự hồ đều đôi mắt né tránh. Nàng sợ không phải cuối cùng một cái biết chính mình có thai nhân đi. Hạ triều sau theo thường lệ đi giáo trường huấn binh, trong lòng cất giấu bí mật ngu ứng chiến vẻ mặt âm trầm, mấy ngày nay đến huấn binh so với ngày xưa hơn nghiêm cẩn, ngày đêm lạc, tiếng kêu than dậy khắp trời đất sau, rốt cục trầm trọng về tới trong phủ. Như ngày xưa bình thường cùng tiểu thê tử dùng hoàng cơm, cùng tiểu thê tử ra tòa viện tản bộ, Trở lại trong phòng lấy qua nàng mấy ngày nay đến yêu nhất ăn quả táo nhét vào trong tay nàng, tùy tức mặt mi nhanh súc ngu ứng chiến vãn khởi tay áo, múc nước vì tiểu thê tử rửa chân. Xem trầm mâu ít lời phu quân, lại xem xem bản thân trong tay bị nhét vào đại đại quả táo, lý ngôn hề bí mật hừ nhẹ cũng không trì hoãn ăn quả táo, nhậm người nọ mát xa chính mình chân đồng thời bắt đầu sửa sang lại tìm từ. Trong lòng hừ thanh từng trận, nhưng mà quả táo chua ngọt nước ở môi sĩ tràn ngập khi lý ngôn hề chân nhỏ không tự chủ được ở trong nước cuộn mình xem tích nộn ngón chân cuộn mình ấn nhu chân nhỏ bàn tay to dừng lại hơn mềm nhẹ ấn nhu cuối cùng tinh tế đem cặp kia chân trà lau dựa theo ngày xưa đi tiếp tiểu thê tử trong tay hột khi lại nhìn đến kia tay nhỏ bé trung quả táo chỉ ăn đi một nửa ngu ứng chiến không khỏi nhíu mi hắn hôm nay tuyển lớn lo lắng nhìn lại gặp tiểu thê tử khuôn mặt nhỏ nhắn không hờn giận này mới phát hiện không ổn trầm giọng mở miệng nam nam như thế nào. Hôm nay biết chính mình là cuối cùng một cái biết chính mình có thai sau, Lý Ngôn Hề liền bắt đầu tưởng như thế nào làm khó dễ, vốn tưởng hảo, khả ngủ một giấc đứng lên đã quên hơn phân nữa, vừa mới sửa sang lại tìm từ, lại không nghĩ rằng hắn đột nhiên ngẩng đầu, không kịp nuốt xuống trong miệng thịt quả, phượng mâu nheo lại, nhắc tới khí thế, hai gò má cổ cổ mở miệng. Ngươi vì sao muốn gạt ta? Xem tiểu thê tử khóe miệng thịt quả, Ngu ứng chiến nhíu mi đem nhân ôm vào trong lòng, khinh trác trác nàng môi. Cua canh thịt tính mát, vừa mới liền sai người triệt đi xuống, không phải gạt nam nam mà là nam nam không có thể ăn. Nghĩ nghĩ cua canh thịt tư vị, lý ngôn hề liếm liếm môi, theo sau gật gật đầu, khó trách nàng vừa mới thấy cua canh thịt lại quay đầu liền đổi thành khuỷu tay hoa canh, khi nàng yên tâm, vừa lòng gật gật đầu, xem ra hắn không phải cố ý gạt nàng độc chiếm. Không đối, cái gì cua thịt giò, nàng thoạt nhìn giống cả đầu trang ăn nhân. Hừ nhẹ một tiếng lý ngôn hề nheo lại phượng mâu. Ta là nói ngươi vì sao gạt ta có mang thai. Ngu ứng chiến nhăn lại mày đầu, trong lòng rùng mình, hắn trong phủ khi nào có như vậy không cẩn thận người. Thấy hắn dung sắc nghiêm túc, lý ngôn hề ở trong lòng hắn trung quỳ đứng dậy. Là thánh thượng bên người hỷ công công hôm nay đi lại hỏi ý ta mới biết hiểu. Bàn tay trắng nõn kinh nâng thưởng thức hắn mặt phát, lý ngôn hề quyết miệng phu quân làm thật lợi hại khi nào thì bên người ta nhân đều như vậy nghe phu quân trong lời nói tâm sợ nàng quỳ ở trong lòng hắn ổn không được thân hình ngu ứng chiến bàn tay to xoa nàng thắt lưng nhíu mi thở dài nam nam luôn sợ đau hắn đối nàng gì sự đều khắp nơi nhượng bộ không có điểm mấu chốt nàng như vậy sợ đau nếu là lo sợ nói không muốn hắn lý ngôn hề ngẩn ra Mạnh phản ứng đi lại hắn câu nói kế tiếp, môi đỏ mọng biển biển, ngồi chồm hổn hắn trên đùi, khuôn mặt nhỏ nhắn dán đặt ở hắn ngực, nàng sợ đau, sợ tiểu hài tử, khả trên đời này nào có nữ tử không sinh con, nói lo sợ, nhưng đứa nhỏ đã đến nàng sao lại nói không cần, lại cứ hắn phóng ở trong lòng, đem nàng sở hữu già mồm cải láo làm nũng đều tưởng thật, đôi mắt ửng đỏ, lý ngôn hề hừ nhẹ. Ta lại sợ đau cũng sẽ không không cần hắn. Ngu ứng chiến ông chính mình tiểu thê tử âm thầm nhẹ nhàng thở ra gặp trong lòng nhân không cam lòng quyết miệng bộ dáng cúi đầu trác trác. Ngu ứng chiến tùng tâm lý ngôn hề lại như cũ nhân chính mình là cuối cùng biết đến nhân toái niệm không ngừng nằm sấp ở trong lòng hắn một bên tiếp tục ăn trong tay quả táo một bên bất mãn ta tuy rằng không biết như thế nào làm nương nhưng nhất định sẽ học lại như thế nào làm nương ngươi ngày sau chớ để cố đông cố tây cũng chớ để đem ta cho rằng đứa nhỏ xem ghé vào chính mình trước ngực nước ăn quả tiểu thê tử nhìn đến thường thường rơi xuống ở hắn vạt áo thượng thịt quả ngu ứng chiến mày nhanh súc lại nghe được kia mồm miệng không rõ trong lời nói bàn tay to khinh nâng phủ phủ nhà mình tiểu thê tử lưng vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu hảo ngày sau sẽ không hỉ công công trăm ngàn cái không cần để ý dặn dò lý ngôn hề tự nhiên là nghe hiểu ngày kế sáng sớm liền cùng nhà mình phu quân cùng vào cung được tấn nguyên đế dặn ban cho gặp tấn nguyên đế cùng nhà mình phu quân thương nghị chính sự, Lý Ngôn Hề liền mắt xem mũi ngồi ngay ngắn yên lặng nghe, nhưng mà hướng đến tọa không được nhân sau một lúc lâu liền đã quên đoan trang, nhìn về phía hoàng đế tẩm cung chính điện tranh chữ. Họa phong tinh tú, miêu tả lịch sự tao nhã, một vài bức xem qua đi Lý Ngôn Hề âm thầm tán thưởng đồng thời không khỏi nhíu nhíu mày, này chính nội đường mỗi một bức họa lạc khoảng đều là một người, tiêu tế cận nghe nói thánh thượng cùng trưởng công chúa là nhất mẫu đồng bào quan hệ vô cùng tốt khả nàng tổng cảm thấy có chỗ nào không rất hợp cùng tấn nguyên đế thương thảo chính sự đương khẩu gặp tiểu thê tử cầm lấy cầm biết nàng là không thú vị phụ thân nhìn đôi mắt nàng cần phải đi chơi đi chơi đang ở xuất thần đột nhiên nghe được hỏi ý lý ngôn hề đôi mắt vui vẻ gật gật đầu lập tức nghĩ vậy là ở trước mặt hoàng thượng sắc mặt đỏ lên lắc lắc đầu anh mi nhăn lại lấy qua một bên chuẩn bị tốt áo choàng vì nhà mình tiểu thê tử phi hảo lập tức nhìn về phía một bên nha hoàng xem trọng phu nhân không hờn giận nheo lại đôi mắt lý ngôn hề hừa nhẹ hôm qua mới vừa cùng hắn công đạo chớ để đem nàng cho rằng đứa nhỏ hắn căn bản là không nhớ ở trong lòng trong lòng giận dữ nhưng lý ngôn hề vẫn là nhảy nhót cùng hồng nhạn đi ra cửa cung lãnh đông tiến đến trong kinh không giống hoài nam như vậy ấm áp trong hoa viên hoa đã héo tàn, nhưng hiện nay so với xem hoa, Lý Ngôn Hề lại hơn nghi hoặc chính mình nghe được. Này đó hoa mai là trưởng công chúa trước kia trồng, này bồn cảnh cũng là trưởng công chúa tay nghề. Nghe thị nữ trong lời nói, Lý Ngôn Hề trong lòng nghi ngờ càng lúc càng lớn, tự hồ hoàng đế tẩm cung trần thiết đều cùng trưởng công chúa có liên quan, nếu không phải tỷ đệ, nàng cơ hồ cho rằng. Kinh lắc lắc đầu, Lý Ngôn Hề theo thị nữ một đường đi ra tẩm cung nội viện, đến trong hoa viên, nhìn đến không kịp quét tới tuyết, nhất thời hưng phấn, nhưng mà tiến vào viên trung, nhìn đến hành lang đình hạ khuôn mặt nhỏ nhắn đông lạnh đỏ bừng lại như trước ninh mày đọc sách nhất tiểu cái, không khỏi nhíu mi tiến lên. Như vậy lạnh, tại sao không ở trong phòng? Tiêu kỷ nghe vậy theo trong sách ngẩng đầu, nhìn đến người tới tiến lên bái lễ. Lục tẩu. Xem kia đông lạnh đỏ bừng tay nhỏ bé, lý ngôn hề cuối người, cầm trong tay lò sưởi đưa vào kia tay nhỏ bé trung được rồi biết ngươi tiểu đại nhân là cái biết cấp bậc lễ nghĩa đụng tới kia ôm nhuyễn thủ tiêu kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ nghĩ đến mẫu thân dặn dò thanh âm còn mang theo tính trẻ con mười tứ hoàng tử chính xác mở miệng mẫu phi nói vô công không chịu lộc ta không thể muốn xem nhất tiểu cá nhân như vậy ra vẽ lão thành bộ dáng lý ngôn hề lườm liếc miệng lập tức đôi mắt cong cong khi thập tứ để giúp ta nhìn một cái lục tổ hoài là nam hài vẫn là nữ hài đi nghe nói tiểu hài tử đoán chuẩn nhất nhưng câu kia tiểu hài tử tiêu kỹ mày nhíu lại sau khi nghe được hai mặt lộ kinh ngạc không thể tin xem lý ngôn hề bụng ngưng trọng gật gật đầu thập phần nghiêm cẩn nghiên cứu nam hài như vậy nghiêm cẩn chính xác lý ngôn hề không khỏi buồn cười thay nam hài ôm gò má cảm nhận được khuôn mặt nhỏ nhắn hồi ôm tài thu tay lại khả nhìn ra cái gì Tiêu Kỷ có chút thất lạc. Là Nam Hài. Thấp cười ra tiếng, Lý Ngôn Hề cầm trong tay lò sưởi đặt ở trong tay nhỏ. Thập tứ đệ không thích Nam Hài. Gật gật đầu, hắn không thích, chính hắn đó là Nam Hài, thầm nghĩ có cái muội muội. Không phải, là chất nữ, mạnh hoàng hồn, nhận thấy được vừa mới chính mình thất lễ Tiêu Kỷ vội vã lắc lắc đầu, lắp ba lắp bắp giải thích, Lý Ngôn Hề câu môi cười, đỡ lan can đứng dậy. Cốt lắm, như vậy lãnh thiên mau trở về đi thôi chớ để ở trong này đọc sách nâng trong tay lò sưởi tiêu kỷ xuất thần lần trước nhìn thấy vị này lục tẩu bọn họ trong cung liền hơn chút tôi tớ phụng dưỡng mỗi phùng vào đông ít có tháng hỏa cũng chân toàn hắn tự biết không là vì phụ hoàng nhớ lại bọn họ ngẩng đầu thấy kia một thân màu đỏ áo tràn nhân phải đi tiêu kỷ bước lên phía trước vài bước ta sẽ thực nỗ lực hắn sẽ rất nỗ lực nỗ lực trở thành giống lục ca như vậy sẽ không chịu nhân khi dễ nhân, nỗ lực hồi báo vị này ôm ôm nhu nhu lục tẩu. Trở lại sờ sờ nam hài mềm mại tóc, Lý Ngôn Hề cười, cao thấp quan sát tiếp theo mặt tính trẻ con lại cực kỳ nghiêm cẩn nam hài, trong lòng dâng lên treo gẹo, phụ đang ở nam hài nhĩ sườn thấp giọng nhất ngữ. Tiêu kỷ nghe vậy vừa mới kiên định khuôn mặt nhỏ nhắn một cái chớp mắt đỏ lên. Xem nam hài hồng thấu khuôn mặt nhỏ nhắn, cúi đầu cười, Lý ngôn hề kéo hồng Nhạn thủ ngên ngang mà đi Tiêu kỷ giật mình ở tại chỗ Xem người nọ rời đi Trong lòng sinh ra chờ đợi Lục tẩu nữ nhi hẳn là như lục tẩu bình thường ôm nhu đi Nắm chặt nắm chặt nắm tay Tiêu kỷ nhíu mi Lục tẩu đã phải nữ nhi gả cho hắn Hắn nên càng nỗ lực mới được Chương 74 74 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Xem tiểu thê tử rời đi bóng lưng hồi lâu ngu ứng chiến cũng khó lấy thu hồi đôi mắt vẻ mặt lo lắng một bên ngồi ngay ngắn ẩm trà tấn nguyên đế thấy thế cười lắc đầu buông trong tay chén trà không hờn giận mở miệng trẫm này trong cung là hổ lan nơi gọi ngươi như vậy không yên lòng rủ xuống rèm mắt ngu ứng chiến nhíu mi ngồi ngay ngắn cháu ngoại trai hướng đến thiếu ngữ tấn nguyên đế cũng không thèm để ý sờ sờ trong lòng phù không bỏ được xuất ra cẩm phù tú tuyến đã nhân hàng năm vuốt phẳng mà trở nên loan lỗ, tuy rằng cũ nát nhưng như trước sạch sẽ, nhìn đến này phù, tấn nguyên đế đôi mắt nóng lên, hồi nhớ tới, trưởng tỷ lưu cho hắn bất quá chỉ có này nhất phù mà thôi. Dài thở vào nhẹ nhõm, tấn nguyên đế cầm trong tay phù đặt ở án kỹ một chỗ khác, khàng khàng mở miệng. Trưởng tỷ rời đi vội vàng, không thể cho ngươi lưu lại chút cái gì, đây là ngươi nương đưa cho trẫm duy nhất nhất kiện vật, luôn luôn phù hộ trẫm đưa cho ngươi tức phụ đi. Hắn nhớ kỹ nàng lâu lắm, nay biết quyên có nhà của mình, hắn nên yên tâm, trưởng tỷ nói nàng không thích phụ lòng nam tử, nghĩ đến kia làm bạn ở bên mình hai mươi mấy năm thê tử, tấn nguyên đế thở dài, hắn nên buông chấp niệm. Ngu ứng chiến nhíu mi nhìn về phía kia phù, nắm trong tay. Cửu cửu đã khẳng đêm này phù tặng cùng, có thể không đêm này nhất thất tranh chữ cũng tặng cùng biết quyên. Tươi cười cứng đờ, Tấn Nguyên Đế kinh ngạc xem trước mặt đứa nhỏ, cuối cùng cuối mâu. Biết Nguyên không thể như vậy lòng tham. Đem phù để vào trong lòng, ngu ứng chiến ngẩn đầu, con ngươi đen sâu thẳm. Cửu cửu tài không nên như thế lòng tham. Thóc ngẩn đầu, xem kia chật chội mà đến mâu quan, Tấn Nguyên Đế nhất thời không chỗ che giấu, các cốt khẽ nhúc nhích, khàn khàn mở miệng. Ngươi! Trụ xuống rèm mắt, che giấu trụ đôi mắt mình, ngu ứng chiến nâng tay bái lễ trong triều nhân tài khó khăn, không nên lại thương nguyên khí, thần thỉnh chỉ tứ hôn cho tiết gia nhị công tử cùng ngô gia tam tiểu thư, phá vách tường trong triều hoảng sợ thế cục. Tiết hầu khô ráp, tấn nguyên đế bình tĩnh xem cháu ngoại trai. Biết quyên. Ta. Sắc trời đã tối muộn, thần cáo lui. Không cần phải nhiều lời nữa, ngu ứng chiến đi nhanh rời đi, tấn nguyên đế lại xem cháu ngoại trai bóng lưng suy nghĩ xuất thần, hắn khi nào biết được, liên hắn cũng không nguyện đối mặt bí mật hắn là như thế nào biết được. Nhắm mắt lại mâu, tấn nguyên đế mu bàn tay phủ trên đôi mắt, biết nguyên khá vậy chán ghét hắn, tựa như trưởng tỷ biết hắn kia phân khó có thể mở miệng tình yêu sau như vậy. Ven hồ lá liễu bay xuống, vần sáng bỏ ra, kia một thân địch bạch tố sa nữ tử bụng cao long, lẳng lặng nằm ở trên ghế nằm, phản phất thiên thượng tiên nhân làm người ta nghỉ chân, lồng ngực trung động đạt tới đỉnh núi, tọa ổn đế vị nam nhân sớm không có thiếu niên khi khiếp đảm, hứa là muốn lâu lắm, không màng là ở ngu quốc công phủ, nam nhân chậm rãi tiến lên, quỳ gối kia tiên tử bên cạnh người, nín thở hạ xuống vừa hôn. Trong lòng quyến luyến không tha, nhẹ nhàng thở dài, ngẩng đầu rời đi kia môi đỏ mọng khi lại chống lại cặp kia hồ nước bình thường đôi mắt, nam nhân nhất thời khẩn trương. Trưởng tỷ ta. Tiên tử không giống dĩ vãng như vậy ôm nhu, mà là mặt nhiễm hàng xương gầm lên cùng hắn cút ngay. Đôi mắt ấm áp, tấn nguyên đế nhẹ nhàng thở dài. Đi nhanh rời đi thư điện, bán ra cửa cung, ngu ứng chiến nghiêng đầu. Phu người ở nơi nào? Ẩn từ một nơi bí mật gần đó thị vệ tiến lên hồi bẩm, vẻ mặt khó xử. Phu nhân theo trong viện xuất ra bị thỉnh đi hoàng hậu tẩm cung. Mày kẹp chặt, ngu ứng chiến đốn chân xoay người, đi nhanh hướng nội cung đi đến. Vốn định trực tiếp đi tìm nhà mình phu quân, khả vừa mới cùng tiêu kỹ chia lìa ra vườn lý ngôn hề liền nhìn thấy hoàng hậu bên người mẹ thịnh tình không thể chối từ đành phải vào cung ngồi xuống tự mình ngâm chén trà đi qua chu hoàng hậu tươi cười dịu dàng lăng an bị thương bản cung vài ngày nay luôn luôn vội vàng chiếu kháng kia đứa nhỏ nhưng lại không biết nam nam có thai nghe xong như vậy đại việt vui bản cung liền bất chấp khác muốn trông thấy nam nam nắm chén trà cười yếu ớt lý ngôn hề nhìn về phía kia ôm nhu thanh nhã chu hoàng hậu lao hoàng hậu nhớ thương mỉm cười không nói chu hoàng hậu quay đầu nhìn về phía một bên mẹ mau sai người đem này nọ trình lên không rõ chân tướng quay đầu nhìn đến kia bị đoan nhập trong điện thay lý ngôn hề có thế này hiểu rõ nho nhỏ quần áo ngoại bào phá lệ tinh xảo hôm qua nàng cũng thấy khả hôm qua chỉ lo lo sợ sợ hãi còn chưa chân chính tỉnh tâm tưởng chính mình có thai chuyện xem kia nho nhỏ vật lý ngôn hề đột nhiên có chút khẩn trương nàng thật sự có thể sinh ra nhất một đứa trẻ cầm lấy nhất kiện xanh lá cây tiểu tố bào chu hoàng hậu cười ôn nhu bản cung sáng sớm liền sai người chuẩn bị nam nam nhìn một cái đáng mừng hoang biết nguyên là cá tính tử lãnh đạm đứa nhỏ tổng hỉ mặt kia bụi phốc phốc y bào ngày sau nhưng chớ có nhường này tiểu nhân cũng học hắn cha đi nghĩ đến nhỏ một số nhà mình phu quân lý ngôn hề hé miệng cười thân thủ đi lấy kia quần lót váy, nhưng mà trên tay đau xót, rút tay về trở về chưa phát hiện không ổn, không lắm để ý tiếp tục sờ sờ kia quần lót bào, nhưng mà vuốt vuốt, Lý Ngôn Hề mày lại nhăn lại, nàng hồi nhỏ như vậy béo, vạn nhất con trai của nàng hoặc là nữ nhi cùng nàng giống nhau nên làm thế nào cho phải. Này nghi ngờ thẳng đến Lý Ngôn Hề theo hoàng hậu tẩm cung rời đi cũng không có thể cởi bỏ, nàng muốn một cái nhỏ một số phu quân, không muốn một cái mập mạp nàng. Ngu ứng chiến đi nhanh tiến đến nhìn đến đứng ở dài kính thượng vẻ mặt ưu sầu thê tử tiếng lòng buộc chặt đem nhân ủng trong ngực trung như thế nào nhìn đến người tới lý ngôn hề sốt ruột nắm chặt nắm chặt nhà mình phu quân vạt áo theo hôm nay bắt đầu ta muốn ăn ít chút nàng không muốn con trai con gái mập mạp cao thấp đánh giá lòng kẻ dưới này trung tiểu thê tử ngu ứng chiến nhẹ nhàng thở ra đem nhân ôm ngang khởi một đường ôm lên xe ngựa cảm thấy chính mình trong lời nói vẫn chưa bị coi trọng, ngồi ở nhà mình phu quân trong lòng, Lý Ngôn Hề như cũ bới nhà mình phu quân vạt áo lặp lại. Ta nói muốn giảm trọng, ngày sau chớ để chuẩn bị nhiều lắm cái ăn cùng ta. Ân. Ừ. Cởi đi tiểu thê tử áo choàng đặt ở một bên, lập tức cầm một cái quả táo để đi qua. Yên lặng ăn quả táo, Lý Ngôn Hề mày lại nhăn lại. Người nói ta muốn hay không đi cầu cái phù, ta rất sợ hắn không xinh đẹp a. À thủ hạ một chút, ngu ứng chiến tự trong lòng xuất ra cẩm phù, nhét vào tay nhỏ bé. thánh thượng đưa, ta nương cầu. nghe nói như thế, lý ngôn hề nghi hoặc cúi mâu, đoan trang trong tay cẩm phù, nhìn đến đã phai màu tuyến ti, đôi mi thanh tú nang giải ninh khởi, ngu ứng chiến thấy thế phụ thân trắc trắc kia môi đỏ mọng. như thế nào? dựa vào ở trong lòng hắn trung, lý ngôn hề do dự mở miệng. ta cuối cùng cảm thấy hoàng thượng hoàng thượng đối đãi vị kia nghe đồn trung trưởng công chúa tự hồ không bình thường câu nói kế tiếp lý ngôn hề không có nói ra miệng chính mình suy nghĩ bất quá đều là dựa vào chính mình trực giác vị kia cũng đã qua đời nói ra sẽ chỉ làm nhà mình phu quân đồ thêm phiền não than nhẹ nắm chặt kia cẩm phù lý ngôn hề lẳng lặng tựa vào ngu ứng chiến trong lòng bàn tay to nâng lên không lắm để ý đem tiểu thê tử có chút hỗn độn phát đừng tới sau tai nhìn đến tiểu thê tử lo lắng trùng trùng trầm giọng mở miệng. Ta biết. Hắn thậm chí biết phụ thân đối mẫu thân phản bội cho hắn hiểu lầm đến từ chính một tay chiếu kháng hắn lớn lên cửu cửu. Hắn cũng không oán trách cửu cửu khó kìm lòng nổi, hắn chính là chán ghét cửu cửu vừa không có thể thuần túy thích, lại không chịu buông tay. Lý ngôn hề nghe tiếng ngẩng đầu, kinh ngạc xem nhà mình phu quân, nhìn đến kia lạnh lùng nhân nhẹ nhàng bân quơ bộ dáng, trong lòng chua xót. Khó trách phu quân từ nhỏ ở trong cung lớn lên, mặc dù kia hoàng thượng đối đãi phu quân so với thân tử càng sâu hắn cũng như cũ xa cách phu quân của nàng bên người tựa hồ không ai chân chính nhân hắn là ngu ứng chiến mà yêu thương hắn đau lòng nhà mình phu quân lý ngôn hề khuynh thân hôn hôn hắn chấp mũi phu quân ta ngày sau chỉ yêu thương ngươi một người con ngươi đen nheo lại bừng tỉnh ngu ứng chiến khuôn mặt thâm trầm hầu kết vừa động ẩn nhẫn vỗ vỗ trong lòng nhân mông khàn khàn mở miệng ngồi ổn tâm ý của bản thân không thể được đến phu quân khẳng định, quyệt quyệt miệng, Lý Ngôn Hề song trưởng ôm lấy, tức giận ngồi ổn. Bế mâu ẩn nhẫn sau một lúc lâu, rốt cục nhẫn hạ kia khó nhịn, ngu ứng chiến bàn tay to thân đi, mười ngón cùng kia bàn tay trắng nõn dao nắm. Nam Nam, ta đã nhẫn đến mức tận cùng. Bên tai trời nóng ẩm, Lý Ngôn Hề môi đỏ mọng gợi lên, Nga, nàng đã quên, phu quân của nàng hướng đến kinh không dậy nổi bác liêu kinh không dậy nổi bác liêu ngu ứng chiến một đường ôm nhà mình tiểu thê tử, mày lại thủy chung ninh nhanh, thẳng đến trong lòng tiểu thê tử ngủ sau tài trầm giọng mở miệng. Đem phu nhân bên người hộ vệ toàn bộ thay, sau này vô luận người nào không được gần người. Hôm nay là hắn sơ hở. Ngày kế, hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn, lao trung thúc tất trường đàm mấy ngày hai người vui vẻ thở dài, lại tiếp định châu vỗ bộ ngực cam đoan, ngô đại nhân sắc mặt nặng nề trung, Tiết Ngô hai nhà chính thức đính hôn. Tiền mấy tháng thời gian mang thai bất ổn, Lý Ngôn Hề vẫn chưa ra phủ, Nhu Thuận ở trong phủ vỗ chính mình từ từ hở ra bụng, thẳng đến tới gần Ngô Lam đại hôn, Lý Ngôn Hề ngồi không yên. Uống lên rượu giao bôi, mọi người mỉm cười tán đi, Lý Ngôn Hề dựa theo đáp ứng nhà mình phu quân như vậy Nhu Thuận ngồi ở trong phòng, vuốt hạch đào nói chuyện với Ngô Lam. Một thân hồng y Ngô Lam thiếu chút ngày xưa anh khí, hơn chút nữ nhi da ửng đỏ, Lý Ngôn Hề ăn luôn trong tay cuối cùng một cái bát cốt hạch đào, chật chật lấy làm kỳ. Đỡ lấy chính mình trên đầu mũ phượng, Ngô Lam giận dữ đi liếc mắt một cái. Ngươi muốn xem ta tới khi nào? Nâng cầm, Lý Ngôn Hề mỉm cười mị mâu. Tưởng nhiều nhìn một cái Lam tỷ tỷ này phó thú vị bộ dáng, cũng không uổng lần trước cung yến ta cùng với Lam tỷ tỷ trong chừng. Trợn tròn đôi mắt, Ngô Lam tò mò. Ta cái gì bộ dáng? cúi đầu cười, Lý Ngôn Hề phượng mâu sáng ngời. Trong lòng khẩn trương vui vẻ lại ngạnh cổ không chịu thừa nhận bộ dáng. Sắc mặt đỏ lên, Ngô Lam hừ nhẹ đứng dậy, tọa đi chỗ đó trêu gẹo nhìn người thân của chính mình biên, thay nàng bắt hạch đào. Xem đi xem đi, dù sao cũng sẽ không thiếu một miếng thịt đi. Khó được nhìn đến luôn luôn sang sản nhân như vậy kỳ quái, Lý Ngôn Hề cười hắc hắc, môi đỏ mọng gợi lên, nằm sấp ở trên bàn quay đầu đi. Lam tỷ tỷ cùng ta không thẳng thắn thành thẩn, cùng vị kia tiểu tiết đại nhân cần phải thẳng thắn thành thẩn chút. Ngô Lam nghe vậy rủ xuống rèm mắt, đem mấy lạp bát tốt hạch đào để vào ngọc điệp trung, nghĩ đến kia nghiêm túc như phu tử Tây Viễn tướng quân như vậy khẩn trương che chở nam nam bộ dáng. Lại nghĩ đến mọi người ở trong phòng ồn ào vui đùa khi người nọ toàn tâm toàn ý bắt hạch đào, Ngô Lam không khỏi thổn thức nhìn về phía Lý Ngôn Hề, không thể không thừa nhận trước mặt vị này xinh đẹp nhân là cái ngự phu có cách, Ngô Lam đôi mắt dao động, ho nhẹ mở miệng. Nam Nam nói với ta nói ngày thường nên chú ý chút cái gì. Đây là cùng nàng thỉnh giáo kinh nghiệm. Ăn hạch đào, Lý Ngôn Hề bắt trảo cầm, cố sức suy tư chính mình làm vợ chi đạo. Quần lót cùng ngoại bào cởi ra không thể phóng ở cùng nhau, bởi vì hắn muốn tách ra tẩy, mẹ cũng nói làm thê tử nên hiền lành chút, cho nên ta đều sẽ thông cảm hắn chút, giúp hắn phân hảo. Ngô Lam Ân mẹ nói không phải ban phân quần áo ý tứ đi hậu viện hai người chuyển phím tiền viện ăn uống linh đình tuy rằng ngô phủ không thể so từ trước mà lúc này tiết phủ lại ở trong triều đắc thế cửa này việc hôn nhân lại là thánh thượng tự mình tứ hôn tịch yến thượng lui tới đều là trong triều trọng thần nhập trú nội các trịnh thiếu thời tự đã ở đáp ứng lời mời chi liệt chắc ẩm trong chén rượu khuôn mặt trầm tĩnh ngồi ngay ngắn thẳng đến bên cạnh người chụp xuống một đạo bóng ma nhìn đến người tới, trịnh thiếu thời buông trong tay chén rượu, gặp kia ngồi ngay ngắn người phía trước vô rượu, không khỏi cười nâng tay trước rượu. Tướng quân uống rượu tịch có thể nào không ẩm một chén rượu. Nhìn đến đệ tới trước mắt rượu trảng, ngu ứng chiến cuối mâu. Trịnh đại người càng phát thành thạo. Ngước mắt nhìn về phía xa xa một thân màu đỏ hỷ phục, tươi cười đầy mặt tiếp định châu, trịnh thiếu thời than nhẹ. Nhân tổng yếu trưởng thành. Con ngươi đen sâu thẳm, ngu ứng chiến cầm lấy trên bàn rượu trảng khả trịnh đại nhân trưởng thành vẫn là quá chậm nghe vậy ngẩn ra trịnh thiếu thời thu mâu nhìn về phía bên cạnh người nhân tướng quân ý gì nâng lên đôi mắt ngu ứng chiến môi mỏng hé mở trên đường bất luận kẻ nào tặng cùng thanh đoàn trịnh đại nhân đều dám ăn sao mạnh đứng lên trịnh thiếu thời sắc mặt trắng bệch buông trong tay rượu trảng ngu ứng chiến hàng mâu đứng dậy chương 75 75 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Theo tiếp gia hồi phủ trên đường, xe ngựa đá đạp đá đạp, quải nhập trong ngõ nhỏ khi mọi nơi từ ồn ào náo động biến thành yên tĩnh. Bên trong xe ngựa ngu ứng chiến cuối mâu ngồi ngay ngắn, anh mi nhăn nhanh. Hắn không có kiên nhẫn lại tra xếp đi xuống, vô luận có phải hay không người nọ, phàm là có liên quan nhân, hắn cũng không có thể lưu, phùng thị vừa chết manh mối mặc dù đoạn, khả hắn tình nguyện sai sát cũng không thể nhường chính mình tiểu thê tử người đang ở hiểm cảnh, xem trong lòng khóe miệng phím ý cười nhân, ngu ứng chiến phụ thân trắc trắc kia môi đỏ mọng, nhưng mà phát hiện khóe miệng dính thượng tiểu thê tử bên môi hạch đào toái, sắc mặt hơi trầm xuống. ngày sau hắn phải nghiêm cẩn yêu cầu nàng chút, quyết không thể nhường con học hắn nương như vậy rời ra. xe ngựa càng ngày càng chậm, phát hiện nhanh đến phủ khi, ngu ứng chiến lấy qua một bên hồ cầu vì nhà mình tiểu thê tử hảo còn tại bên trong xe liền mặt vào hồ cầu, lại bị nhân gắt gao ôm vào trong ngực, trong lúc ngủ mơ lý ngôn hề mày chậm rãi xuất khởi, làm chóp mũi tràn ra bạc hãng khi, vẻ mặt không muốn mở mắt ra mâu, ngủ hảo hảo bị nóng tỉnh, lý ngôn hề nhất thời đầy bụng oán khí. Vẫn chưa phát hiện tiểu thê tử khác thường, xe ngựa dừng lại, ngu ứng chiến đem tiểu thê tử ôm ngồi ở một bên, một tay đi lấy lò sưởi tay, một tay đề ra đi thượng mua đến điểm tâm, trầm giọng dặn dò không được nhúc nhích, đợi chút xuống lần nữa xe. Thấy hắn lấy đông lấy tay còn không quên nhìn chằm chằm chính mình, Lý Ngôn Hề quyệt quyệt miệng, nàng cũng không phải tiểu hài tử, ngày sau hắn như ở nàng tiểu bảo bối trước mặt như vậy xem nàng, nàng như vậy làm sao tiểu bảo bối trước mặt làm một cái cơ trí khôn khéo mẫu thân. Hừ nhẹ một tiếng, không nhìn tới kia càng ngày càng giống mẹ nhà mình phu quân, Lý Ngôn Hề đội đâu mạo, đẩy ra màn xe dẫn đầu xuống xe gặp tiểu thê tử không đợi chính mình liền xuống xe ngu ứng chiến mày nhăn lại dẫn theo này nọ muốn đuổi theo vừa lo tâm nàng chạy loạn chỉ phải đi nhanh theo ở phía sau lý ngôn hề thể nóng nhanh một hồi phòng liền bắt đầu thoát hồ cầu ngoại bào trung y một đường thoát đến nội thất trong tay dẫn theo không ít này nọ ngu ứng chiến đi theo vào cửa nhìn đến kéo dài đến bên trong các màu quần áo vẻ mặt không hờn giận đem điểm tâm lò sưởi tay vật cái gì lấy đến một cái trên tay tay kia thì đi nhặt bị vứt trên mặt đất quần áo quần lót đi theo một đường nhặt được nội thất đi vào nội thất cầm trong tay gì đó đặt ở tiểu trên bàn con gặp ngồi ở giường nội đối mặt vách tường tức giận tiểu thê tử ngu ứng chín nhíu mi điểm tâm còn nóng nam nam không ăn hơi hơi nghiêng đầu lý ngôn hề liếm liếm môi lập tức kiên định mặt hướng vách tường không ăn nhìn đến kia thoáng nghiêng đi mặt lại lưu luyến chuyển qua đi âm thầm thở dài Vu ứng chiến đi nhanh tiến lên, đem thay đổi một thân hồng quần lộ mỏng tiểu thê tử ôm vào trong lòng. Lại phát cái gì tỳ khí? Ân. Ừ. Trong lòng ủy khuất, Lý Ngôn Hề nắm chặt nắm chặt trước mặt nhân vạt áo, u oán ngước mắt. Ta không nghĩ ngươi quản ta, về sau như là ta tiểu bảo bối thấy tất nhiên cảm thấy ta không có uy tín. Uy tín. Nhìn nhìn động làm nũng đùa giỡn tỳ khí tiểu thê tử, phụ thân trát trát môi đỏ mọng, ngu ứng chiến nghiêm cẩn gật gật đầu, nâng tiểu thê tử mông đứng dậy. Hảo! Phượng mâu sáng ngời, lý ngôn hề song trưởng hoàng thượng nhà mình phu quân cổ. Ngày ấy sau ta nói cái gì ngươi cũng đều muốn phối hợp. Đem nhân ôm ngồi ở ghế tựa, nâng tay lấy qua khăn khăn vì nàng lao thủ, trăm bận bên trong người thấp tân một tiếng, lập tức cởi bỏ giấy dầu bao cầm lấy một viên táo cao đặt ở kia trắng nõn trên tay. Nhìn đến đưa tới trên tay ngọc táo cao, bởi vì khống chế chính mình thiếu thực bữa tối dùng cực ít hiện nay nhịn không được dụ hoặc trắng tiếp theo khẩu lập tức vừa lo sầu ngẩng đầu ta đều nói muốn ăn ít chút ta không nghĩ hắn sinh hạ đến liền mập mạp ân ngày mai đi bàn tay to nâng tay đem trên đầu nàng châu thoa nhất nhất dở xuống ngày mai cũng tới kịp gật gật đầu lý ngôn hề rút cục mặt giãn ra yên tâm thoải mái tựa vào bận rộn phu quân trong lòng ăn táo cao dưới ánh trăng trịnh phủ trong viện, một người ngồi ngay ngắn đình viện, một thân cúi đầu đứng ở một bên. Ngồi ở mẫu thân trước kia thường tọa bồ đào giá hạ, một thân tố bào trịnh thiếu thời xem ánh trăng xuất thần, thẳng đến kia nguyên bản cũng chỉ có một góc ánh trăng hoàn toàn ẩn vào vân gian tài rũ xuống rèm mắt. Hắn hiện tại có cũng đủ năng lực xứng đôi nàng, chỉ cần trừ bỏ người nọ, nhưng kia lại như hà dung dịch. Khe khẽ thở dài, trịnh thiếu thời mở miệng, không bao lâu tự nhiên kiệt lực làm. Được đến trả lời thuyết phục, đứng ở một bên hắc y nhân bái lễ biến mất, trịnh thiếu thời chậm rãi đứng dậy, buộc thủ đứng ở dưới ánh trăng, tuy rằng không dễ dàng, nhưng này nhân đã biết được hắn chi tiết, đã nhất định có một người phải chết, hắn muốn trở thành cái kia sống sót nhân. Nghĩ đến hôm nay trên tiệc mừng kia mâu sắc sáng người nữ tử, trịnh thiếu thời đôi mắt kinh ngạc, này cũng là hắn duy nhất có thể được đến nàng cơ hội nhưng chính mình phu quân đúng hạng đầu uy, yên tâm thoải mái lại ăn một tháng lý ngôn hề lại phát hiện bụng lớn một vòng sau đột nhiên bừng tỉnh. Bưng hoa quả tự đứng ngoài đi vào, nhìn đến tự gia tiểu thư vẻ mặt ưu sầu, từ mẹ lắc đầu tiến lên ngồi xuống một bên, vì tự gia tiểu thư tức hoa quả. Tiểu thư chớ để lo lắng, đứa nhỏ khi còn bé đều sẽ béo chút, ngày sau liền gầy, tiểu thư giờ cũng là như thế. Lý ngôn hề không nhớ được chính mình khi nào thì gầy xuống dưới, chỉ nhớ rõ chính mình khi còn bé nhân đôn đôn tiểu thân hình bị không ít ủy khuất. Cha mẹ đau hộ, khả luôn có chiếu cố không đến thời điểm, nàng cũng không tưởng nhà nàng tiểu bảo bối cũng đồng nàng giống nhau chịu người chê cười, sờ sờ vừa mới chính tất lên bụng, lý ngôn hề kiên định buông xuống tay trung hạch đào, nàng đều nghe nói, thời gian mang thai nếu là ăn nhiều lắm, tiểu bảo bối hội trưởng thật sự béo. Ta từ hôm nay trở đi muốn ăn ít chính bác hạch đào bác cuộc khởi tiểu đao nhìn thấy chính mình bác hạch đào bị lui về đến, có chút không lớn vui vẻ. Nam Nam thật vất vả béo chút, không thể ăn ít. Hừ nhẹ một tiếng, nhìn đến tiểu đao nhân bác hạch đào mà biến bẩn thủ, lấy qua khăn nâng tay vì hắn trà lau, hừ thanh nói. Ta tự ít đi ăn. Sâu sắc phát hiện Nam Nam gần nhất tâm tình không được tốt, tiểu đao khó xử gật gật đầu. Kỳ thật. Ăn ít chút cũng tốt thấp giọng cười, đem cặp kia thủ trà lau sạch sẽ, Lý Ngôn Hề nâng phấn má nhìn về phía từ từ sáng sủa tiểu đao. Tiểu đao, ngươi phải có cháu ngoại trai, ngươi phải làm cửu cửu. Cháu ngoại trai. Cửu cửu. Tiểu đao mê mang ngẩng đầu. Thấy hắn nghi hoặc, Lý Ngôn Hề sầu khổ bắt trảo cầm, lập tức phượng mâu sáng ngời. Chính là về sau hội có một người, ngươi có thể sai sử hắn giúp ngươi nhặt đậu tử, có thể dạy hắn có nghĩa, có thể cùng ngươi cùng nhau ngoạn. Hiểu rõ cười, tiểu đao nắm chặt nắm chặt trong tay gói to. Ta muốn làm cửu cửu. Từ mẹ cho rằng tự gia tiểu thư bất quá cùng dĩ vãng bình thường nói nói liền đã quên, nhưng mà từ ngày ấy khởi lý ngôn hề tưởng thật so với ngày thường thiếu thực rất nhiều, từ mẹ tấp xoay quanh, ngu ứng chiến cũng bắt đầu âm trầm. Ngày xưa buổi trưa sẽ không về phủ dùng cơm, hiện nay vì xem nhà mình tâm huyết dân trào tiểu thê tử, Ngu Ứng Chiến nhất định đúng giờ hồi phủ, ăn bán chén cơm mấy điệp ăn sáng. Lý Ngôn Hề tao nhã xoa xoa miệng, một bên ngồi ngay ngắn ngu Ứng Chiến trầm giọng. Lưu đại nhân gia phu nhân có thai khi một chút có thể ăn tứ mười mấy cái bánh bao, nhà bọn họ nữ nhi sinh hạ đến bất quá lục cân. Phản phất không nghe thấy, Lý Ngôn Hề như củ trái lại tự xúc miệng rửa tay. Một bên cùng dùng cơm Tiểu Đao lại bất khả tư nghị ngẩng đầu. Như vậy lợi hại a? À lập tức thất lạc cúi đầu. Ta chỉ có thể ăn 10 cái. Ngu ứng chiến ho nhẹ, gặp tiểu thê tử bất vi sở động, anh mi nhăn lại, buông trong tay đũa. Thành đại nhân gia con dâu một chút có thể ăn lục chén cơm, sinh hạ tiểu nhi tử cũng bất quá lục cân. Kiếp sợ trong tay gói to đánh rơi thượng, tiểu đao nản lòng. Ta nhiều nhất chỉ có thể ăn tam bát. Đề váy đứng dậy, lý ngôn hề nhanh nhẹn xoay người đi vào nội thất xem trên bàn duy nhất cổ động, lại phủng sai phương hướng tiểu đao, ngu ứng chiến vẻ mặt âm trầm. Trở về nội thất, thay đổi sa mỏng váy ngủ, Lý Ngôn Hề Chi Thái Dương nằm ở trên giường, vuốt ve chính mình dần dần quen thuộc lên nhà mình tiểu bảo bối, phượng mâu nheo lại, nàng như hoài là cái nam hài hoàn hảo, nàng cũng không cần như vậy lo lắng, khả như hoài là cái nữ nhi, nàng quyết không thể nhường nàng nữ nhi chịu ủy khuất. Nghĩ đến vừa mới nhà mình phu quân vẻ mặt âm trầm kiên quyết bộ dáng, Lý Ngôn Hề cắn cắn môi, nổi lên tình hình bên dưới tự. Đẩy cửa ra, ngu ứng chiến túc lãnh đi vào trong phòng, nàng càng ngày càng hồ nháo, hắn quyết không thể như vậy tung nàng, mắt lạnh nhìn về phía giường sườn, hạ quyết tâm muốn ôm nàng trở về lại dùng bán chén cơm ngu ứng chiến đột nhiên đốn chân. Mỹ nhân sườn nằm ở trên giường, mảnh khảnh ngẫu cánh tay chi ngạch, hồng sa áo đơn đem thân hình phát họa, bụng hơi long, hai chân cân xứng thon dài, sáng ngời phượng mâu mang theo lấy lòng phu quân, ta không muốn ăn thôi. Tố mấy tháng nhân cả người buộc chặt, đến khi nhắc tới khí thế tiêu tán hơn phân nữa, gian nan mở miệng. Hôm nay liền quên đi. Mất tiếng trầm thấp, diễm khát cảm xúc giọng nam rất là dễ nghe. Đi nhanh tiến lên, nắm lấy kia trắng loãng tay nhỏ bé khi nhẹ nhàng trát trát. Nhưng ngày mai nam nam chi bằng hảo hảo dùng cơm. Chính mình như thế cầu hắn, hắn cũng không chịu nhượng bộ, lý ngôn hề ủy khuất bẹt bẹt miệng, cúi mâu khu hắn vạt áo nút thắt. Mà ta nhất tưởng đến ta tiểu bảo bối nhân béo sẽ bị người chê cười liền khổ sở. Nàng khi còn bé trải qua xa lánh ký ức hãy còn mới mẻ, nhất tưởng trong lòng ngoan ngoãn cũng sẽ ủy khuất cùng sau lưng người khác cường cười lấy lòng, lại như trước không người để ý nàng, nàng liền khổ sở. Phụ thân hôn lên tiểu thê tử phím hồng đôi mắt, ngu ứng chiến khàng khàng mở miệng. Nam nam, không có người chê cười hắn, vô luận hắn là gì bộ dáng lên giường đem nhân ủng trong ngực trung, tiếp tục trấn an trong lòng này lệ ba ba kiều nhân. Nếu là nam hài, ta sẽ dạy hắn tập võ, hội dẫn hắn tại bên người tự mình giáo tập, nếu là nữ nhi, ta sẽ nhường nàng trở thành trên đời tôn quý nhất nữ tử, không người dám chê cười nàng. Nhu thuận đem gò má dán tại hắn ngực, nghe hắn trầm thấp thanh âm, nghe hắn ngực trầm ổn nhảy lên, lý ngôn hề gật gật đầu, lập tức đánh nhẹ hạ thân hạ phu quân. Không được nói bậy trở thành thiên hạ tôn quý nhất nữ tử lại khởi là có thể tùy ý nói ra miệng trong lời nói quán cách hắn hồ ngôn loạn ngữ nhưng lý ngôn hề nhẹ nhàng thở ra bất quá suy nghĩ một chút nhà hắn phu quân như vậy cẩn thận nhân tất nhiên sẽ chiếu cố hảo nàng tiểu bảo bối hơn nữa cho dù hồi nhỏ nàng không có đùa tốt nữ tử khả nàng đã có tiểu đao có người không thích nàng tiểu bảo bối nhưng là tổng hội có yêu mến nhà nàng tiểu bảo bối nhân thoáng do dự sờ sờ chính mình vừa mới không có ăn no bụng lý ngôn hề ngửa đầu nhìn về phía nhà mình phu quân ta đây lại ăn hai chén đi xem thủy nhuận mềm mại đôi mắt ngu ứng chiến hầu kết toàn động khàn khàn mở miệng đợi chút chờ cái gì không rõ chân tướng ngẩng đầu nhìn đi gặp nhà mình phu quân đôi mắt thâm thúy lý ngôn hề hai gò má đỏ bừng đây là ban ngày thở dốc hôn lên thê tử môi cao lớn nam nhân thấp giọng mở miệng. Nam nam ngoan. Hắn thật sự nhịn lâu lắm. Chương 76 76 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Cành tráng nhụy, gió bắt cuốn đi cuối cùng một tia rét lạnh sau, hồi xuân ấm, mùi hoa tràn ngập. Xuân đi đầu đúng là trong kinh quý nữ ra ngoài chạy ngắm hoa xem cảnh hảo thời điểm, nhưng mà ngày xưa thích tham dự này ngoạn nhạc việc Lý Ngôn Hề hiện nay lại ngồi ở trong viện ánh mặt trời vị trí tốt nhất, mày nhíu lại, nhận thật cẩn thận bác trong tay bồ đào. Mà một khắc sườn dẫn theo nhiệm vụ tiến đến Ngô Lam ngồi nghiêm chỉnh, thử thăm dò khuyên giải an ủi. Chuyện gì đều hảo giải quyết, chỉ cần nói ra, nhưng nếu là bị đè nén ở trong lòng, chẳng những giải quyết không xong, càng nguyện ý nghẹn ra út chứng. Tử y bị bong ra từng màn, lộ ra bên trong nước thịt quả, liếm liếm môi, đem kia no đủ một viên đưa vào trong miệng, Lý Ngôn Hề thập phần thỏa mãn, phượng mâu sung sướng công công, nhuyễn nhuyễn mở miệng. Lam tỷ tỷ, ngươi vừa mới nói cái gì? Xem trước mặt nữ tử khí sắc thật tốt, so với lần trước vừa thấy hơn tinh xảo quyến rũ, Ngô Lam này mới bắt đầu không xác định. Ngươi không phải có khổ sở việc bị đè nén trong lòng sao? Vị kia không phải nói nam nam cũng là có út chứng sao? Một viên bồ đào ăn xong, tế bạch thủ lại vương, đủ hai khỏa, nghĩ đến còn muốn thân thủ, càng lười biến nhân rõ ràng đem kia cái đĩa bưng lên, tả hữu nhìn nhìn, không có thích hợp địa phương, xem xem chính mình bụng cổ cổ, quyết đoán đặt ở trên bụng, tiếp tục nhận thật cẩn thận bác bồ đào. Bàn tay trắng nõn thuần thục bác bồ đào, cái miệng nhỏ nhắn cũng không trì hoãn nói chuyện. Không phải ta có út chứng, mà là đến 7 tháng, nên có út chứng. Ngô Lam nghi hoặc, Lý Ngôn Hề môi đỏ mộng nhất câu nhà ta phu quân theo thái y viện tìm cái vỡ, chiếu vỡ phòng hoạn cho chưa xảy ra đâu, khi thư thượng nói thất nguyệt khi có thai người dịch hoạn út chứng. Ngô Lam hiểu rõ, nhớ tới Nam Nam chưa từng giống bàn phu nhân hội nôn ngén, vị kia tự hồ cũng từng vẽ mặt ưu sầu ưu đến tiết phủ ngồi một cái buổi sáng, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lập tức buồn cười. Tướng quân lần này ở tiết phủ trung ngồi ngay ngắn một ngày, công công bà bà còn tưởng rằng là A Châu chọc họa, nếu không phải đại bá hiểu biết, Bảo ta đi lại nhìn một cái, vị kia chỉ sợ còn không chịu mở miệng tiếp tục ngồi xuống đi. Nghĩ đến ngày thường ở trong phủ nghiêm trang, Trầm Túc tự nhiên thường ôm nàng trấn an phu quân, chạy tới người khác phủ thượng lo lắng trùng trùng muốn nói lại thôi bộ dáng, Lý Ngôn hề cúi đầu cười. Làm phiền Lam tỷ tỷ đi lại đi một chuyến. Không có lo lắng, Ngô Lam chi cánh tay nâng cầm trầm tĩnh lại. Nơi nào làm phiền, nếu không phải vừa mới thành thân không rất thuận tiện ra phủ ta nhất định phải đi lại thường thường nhiều ngươi, bất quá cũng khó nam nam có thể ba tháng chưa từng ra phủ. Đem trong tay một cái đĩa bồ đào ăn sạch sẽ, hứa là vì bạn tốt tiến đến, phơi qua ngày vốn nên mệt mỏi nhân hiện nay lại tinh thần nhanh, nghe vậy tâm tư khẽ nhúc nhích. Không bằng lam tỷ tỷ cùng ta ra ngoài dạo dạo. Nàng là không có ra phủ, bởi vì nàng nhắc tới khởi ra phủ, trong phủ nhân đều bắt đầu mắt xem mũi lỗ mũi khẩu toái niệm thời tiết. Chuyện nào có đáng gì, bất quá bên ngoài đúng là ngày xuân thưởng cảnh là lúc, nơi nơi nhân tạp, Ngô Lam có chút lo lắng, lập tức thử mở miệng. Đi nơi nào đều được. Trừ bỏ phu quân, trong phủ nơi nào có hội bồi nàng đi chơi nhân, nghe được Ngô Lam tỷ tỷ buông ra, lý ngôn hề mặt mày công công. Đương nhiên, không là như thế này chấp thương, cung bước tài năng tà lấy thương, đứng thẳng khi nội dung chính nắm. Đem gậy gộc buông hiện tại là học tập thương pháp làm cái gì lấy côn khóc cái gì khóc nam tử hán đại trượng phu không thể lưu nước mắt đi ở thiếu đồng viện xanh ung gian dài kính thượng lý ngôn hề vỗ về ngực xuyên thấu qua xanh ung nhìn về phía kia trống trải chỗ lớn nhỏ không đồng nhất hoặc lấy thương hoặc lấy bổng đều là thấm mồ hôi nam hài nhóm bí mật phủ phủ chính mình bụng nàng không muốn sinh cái nam hài đẩy ra dài kính thượng chi quỳ diệp một bên dọc theo dài kính đi ngô lam một bên bị kích động giải thích rất nhiều trong phủ công tử tiểu thư khi còn bé đều sẽ ở thiếu đồng viện tu tập nữ tử tu tập thi họa tú nghệ nam tử tắc tu tập thi thư kỵ xạ đau thương côn bổng ta khi còn bé liền thích tập võ thường tránh ở này dài kính thượng xem sư phụ giáo sư này nam hài thương pháp tuy rằng không vui kia làm người ta thấm mồ hôi võ nghệ nhưng lý ngôn hề lại thập phần tân kỳ này thiếu đồng viện cùng ngô lam một đường dọc theo dài kính đi Đỗ cũng cảm thấy thú vị. Dọc theo này chỗ vần quanh thiếu đồng viện dài kính đi rồi hơn phân nữa, Lý Ngôn Hề hơi hơi thở dốc, Ngô Lam lỗ tai rất thính, bận quay đầu lại. Nam Nam thể lực không tốt, ngày sau Nhu gặp thời thường đi một chút, ta nghe nói có thai người càng muốn nhiều chút rèn luyện. Hôm nay hơn chút đi lại, Lý Ngôn Hề cũng phát hiện chính mình thể lực không đủ, ngồi xuống nữ viện này chỗ bàn đu dây thường, vỗ về bụng mày nhíu lại, dĩ vãng nàng là một người còn không biết là chính mình thể lực không tốt, hiện nay có trong bụng này nhưng là nhìn ra chút không ổn. Quen thuộc nữ viện, Ngô Lam phân phó người bên cạnh chăm sóc, nâng bước đi tìm thủy. Lý Ngôn Hề tắt ngồi ở bàn đu dây thượng lẳng lặng nghỉ ngơi, có chút mệt mỏi dựa vào bàn đu dây đằng điều, một tay nhẹ nhẹ vỗ về bụng, đôi mi thanh tú nhíu lại, nàng tuy rằng biết chính mình phải làm nương, khả nàng lại như cũ không biết như thế nào là một cái mẫu thân, luôn miệng muốn làm một cái hảo mẫu thân, khả nàng không có nương, hoàn toàn không biết phải như thế nào đối đãi trong bụng này nho nhỏ một cái, vạn nhất hắn không thích nàng làm sao bây giờ. Quyết miệng đá đá dưới chân tảng đá, theo bàn đu dây tạo nên, Lý Ngôn Hề gục đầu xuống. Bàn đu dây đơn điệu, chi nha, ngay sau đó lại dừng lại. Chân điểm chỗ ở, dừng lại bàn đu dây, Lý Ngôn Hề tò mò nghiêng đầu, nhìn về phía một thác sườn bàn đu dây tiền, phấn lộn tiểu cô nương. Tiểu cô nương khuôn mặt nhỏ nhắn buộc chặt, một tay nắm chặt ăn một nửa kẹo hồ lô, một bên lắc lắc mông sau hơi, muốn ngồi trên bàn đu dây, nề hà dáng người thấp bé, bàn đu dây theo tiểu cô nương lui về phía sau mà lui về phía sau, lại thủy chung tạp ở tiểu cô nương bên hông, làm như ý thức được chính mình lui về phía sau cũng tọa không lên bàn đu dây, phấn lộn khuôn mặt nhỏ nhắn lại càng không nhanh, nho nhỏ mày rối rắm ở cùng một chỗ, tay nhỏ bé gắt gao nắm chặt đằng điều. Cuối đầu cười, Lý Ngôn Hề đứng dậy, hai tay đem tiểu cô nương ôm lấy đặt ở bàn đu dây thượng. Lần sau xuất ra tọa bàn đu dây nhớ được mang một cái ghế. Tiểu cô nương hai chân cách mặt đất, khuôn mặt nhỏ nhắn kinh ngạc, nhận thấy được chính mình ngồi trên bàn đu dây, phấn nộn trên mặt hiện lên ý cười, tay nhỏ bé vén, nghiêng đầu bái lễ. Cám ơn phu nhân. Liền hồng nhạn thủ đứng vững, Lý Ngôn Hề một lần nữa tọa hội chính mình bàn đu dây, cùng tiểu cô nương cùng đảng bàn đu dây chờ ngô lam tỷ tỷ trở về, nhưng mà vừa mới quay đầu liền phát hiện kia tiểu cô nương xem ra, mỉm cười quay đầu, nhìn thấy cặp kia đen bóng đôi mắt, lý ngôn hề không khỏi buồn cười. Ngươi đang nghĩ cái gì nha? Tiểu cô nương nghiêng đầu, một tả một hữu hai cái tinh xảo mái tóc khoát lên đầu vai, mắt hàm hâm mộ. Phu nhân thật là đẹp mắt, ta ngày sau cũng tưởng giống phu nhân như vậy đẹp mắt không hiểu như thế nào làm mẫu thân Lý Ngôn Hề trong lòng vừa động, giống như đột nhiên tìm được cùng tương lai con trai con gái ở chung chi đạo, nghe quán người khác khích lệ, tiểu hài tử khen càng làm cho nàng vui vẻ, trong lòng vui vẻ nhanh, Lý Ngôn Hề đảng đảng chân hạ quyết tâm, nàng nhất định phải sinh cái nói ngọt nữ nhi. Đều có dựng sau liền người mê mang giống như rốt cục tìm được mục tiêu, theo thiếu đồng viện hồi phủ liền bị kích động cầm mẹ nhóm chuẩn bị tốt quần lót xảy ra trên giường, lấy ra các dạng tiểu váy không chịu buông tay. Ngu ứng chiến nhíu mi trở về, nhìn đến vây quanh quần lót váy tinh thần mười phần tiểu thê tử nhẹ nhàng thở ra, bàn tay to bay qua trang sách, nhìn về phía tiếp theo trang, thất nguyệt. Hội máy thai thường xuyên. Vẽ mặt nghiêm túc trầm mâu, đi nhanh tiến lên đem bận rộn ở trước giường tiểu thê tử ôm vào trong ngực, bàn tay to thân đi sờ sờ kia tròn vo bụng, vẽ mặt âm trầm, con hắn không hề động. Vừa mới buông tâm lại nhắc tới, Ngu ứng chiến tính toán đãi thê tử ngũ hạ khi lại đi tiết phủ đi một chuyến. Thích xem trong tay tiểu váy, Lý Ngôn Hề không lắm để ý chính mình bị phu quân ôm ở trong lòng, nhưng mà kia bàn tay to ở quần áo ngoại sờ không dứt lại duỗi thân đi quần áo Lý, nhất thời xấu hổ, bận đè lại bàn tay to. Không cho ngươi sờ. Bàn tay to dừng lại, cuối mô xem trong lòng kính người mặt không hờn giận, ngu ứng chiến nhíu mi, Thái y cùng thư thượng đều nói dựng người tỳ khí không tốt là vì lo lắng lo sợ. Cuối người rắc rắc kia môi đỏ mọng, khinh dỗ mở miệng. Nam Nam chớ sợ. Xem cái tráng hãng ẩm vẻ mặt trắng mệt nhà mình phu quân, Lý Ngôn Hề quyệt quyệt miệng, vừa mới nhân hắn sờ tới sờ lui mà tức giận hết giận tan tác hơn phân nữa, hừ nhẹ dựa vào ở trong lòng hắn trung, rõ ràng là chính hắn suốt ngày miên mang suy nghĩ lo lắng này lo lắng cái kia, lại cứ cảm thấy là nàng lo sợ, sờ sờ nhà mình phu quân ngực nàng cũng không biết nhà nàng phu quân như vậy nhắc gan gặp tiểu thê tử tiêu khí ngu ứng chiến âm thầm nhẹ nhàng thở ra thư thượng nói quả nhiên không sai trát trát tóc nàng đỉnh tiếp tục trấn an nam nam khi nào ta đều sẽ cùng ngươi đừng phải sợ thật sự là cái ngốc tử môi đỏ mọng gợi lên tùy ý hắn bàn tay to vỗ về chính mình bụng lý ngôn hề lại nhắc tới chính mình trong tay phấn nộn nộn quần lót ta thích này nhan sắc, ngày mai ta liền kêu mẹ cho nàng nhiều làm chút này nhan sắc quần lót, ngươi nói được không? Nheo mắt, ngu ứng chiến nhìn về phía kia bàn tay trắng nõn trung nữ tử mặt hồng nhạt quần lót, vẻ mặt âm trầm, nghĩ đến Thái Y hôm nay báo cho biết kết quả, môi khẽ nhết, cuối cùng cứng nắt gật gật đầu. Hảo! Vui rạo rực đem quần lót buông, Lý Ngôn Hề nhíu mi suy tư, ba ngón tay suy nghĩ một vòng, không tìm được một điểm sơ hở, tự hồ nữ nhi hết thảy đều ở nàng không thèm để ý khi chuẩn bị tốt, không có có thể tự mình vì nữ nhi thu xếp, Lý Ngôn Hề có chút không lớn vui vẻ, một lần nữa dựa vào hồi nhà mình phu quân trong lòng, tay nhỏ bé rầu rĩ vuốt nhà mình phu quân buông xuống mặt phát. Lập tức đôi mắt sáng ngời, nghĩ đến ban ngày nhìn đến kia xinh đẹp tiểu cô nương trát mái tóc, mặt lộ vẻ vui sướng. Phu quân, ta tưởng cho ngươi trát mái tóc. Nàng tưởng luyện luyện thủ. Ngu ứng chiến hắn tiểu thê tử càng ngày càng quá đáng. Hảo Tìm được chính mình tài cán vì nữ nhi làm, Lý Ngôn Hề bị kích động khóa ngồi ở nhà mình phu quân trên đùi, ghé vào hắn ngực tìm tam thúc tóc dài, cho mày lại đầu nghiên cứu, nhưng mà biên hai hạ, Lý Ngôn Hề khuôn mặt nhỏ nhắn nản lòng, cầm tìm đến biên mái tóc thằng kết, ảo não ghé vào thế nào cứng rắn ngực, nàng sẽ không. Từ tiểu thê tử ghé vào chính mình trước ngực, nhưng nhận thấy được kia tròn vo bụng đỉnh ở chính mình bụng, ngu ứng chiến cả người buộc chặt, sợ nàng áp đến đứa nhỏ, vừa định mở miệng liền gặp trong lòng nhân vẻ mặt hưng phấn ngẩng đầu. Phu quân, ngươi xem. Hai người tóc bị một cái màu đỏ ti chương buộc ở cùng một chỗ, cứng rắn mặt phát bị mềm mại quấn quanh, hầu kết vừa động, lãnh túc nam nhân nắm lấy kia dương ý cười khuôn mặt nhỏ nhắn. Rất đẹp mắt. Môi mỏng phủ trên, nhấm nháp kia mềm mại, ngày xưa khẩn trương đều nhân vừa hôn tiêu tán. Từ thiển nhập thâm, lời lẽ nan xá khó phân gian, cơ bắp buộc chặt bụng đột nhiên bị hữu lực nhất đặng, thở dốc đem người thả khai, ngu ứng chiến lại sờ hướng kia đỉnh chính mình bụng bụng, con người đen kinh ngạc, con hắn động. Chương 77 77 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ngày hè gần, quốc vào mặt xuân phong bắt đầu bắt đầu khởi động khô nóng quần áo tiệm bạc là lúc lại còn có người thân sói cầu. Trong hoàng cung đại điện phía trên, thân dị phục khế cương sứ thần ngưng trọng báo cáo ý đồ đến theo sau bằng cao lễ tiết quỳ lạy ở trên đại điện tấn nguyên đế hơi làm trấn an cũng không nói rõ phân phó an trí dịch quán sau giống như chưa phát hiện kia khế cương sứ thần vẻ mặt sốt ruột tuyên bố bãi triều nhưng mà ngồi ngay ngắn cho nghị chính điện khi tấn nguyên đế không có trên triều đình phong khinh vân đạm sắc mặt ác liệt mở miệng ngươi chờ nghĩ như thế nào nghị chính điện nội triều thần hai mặt nhìn nhau suy tư lợi hại là lúc một bên dự thính hoàng tử giang tứ hoàng tử tiêu dịch chậm rãi mà ra nâng tay bái lễ nhi thần chủ chiến xem tứ tử đảo qua ngày xưa âm trầm như thế tự tin đi ra tấn nguyên đế vuốt cầm nói tới nghe một chút nghĩ đến lâm thái phó chắc chắn báo cho biết cùng hắn tiêu dịch âm thầm thở hắt ra cao giọng mở miệng binh gia coi trọng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm lại mà suy tam mà kiệt đã đông uy tướng quân có thể đem khế cương đánh đến đông giả hồ ngoại, đánh tới khế cương phái đặc phái viên tiến đến cầu hòa, nhi thần cho rằng khế cương tự biết vận số đã hết, hiện tại đúng là đánh hạ khế cương hảo thời điểm. Tấn Nguyên Đế nghe vậy cuối mâu không nói, mặc dù không có con này phi ngôn luận, hắn cũng là ý ở chủ chiến, trong thiên hạ, hay là vương thổ, dẫn thổ chi tân, hay là vương thần, có người nào hoàng đế không nghĩ nhất thống thiên hạ. Tuy rằng không có khen ngợi, nhưng tấn nguyên đế buộc chặt khuôn mặt thư hoãn rất nhiều hạ thủ triều thần thấy thế trong lòng cũng có chủ ý thử phụ họa thần chủ hòa mọi người chắp tay bái lễ là lúc võ tướng một bên truyền đến trầm giọng tìm theo tiếng nhìn lại đúng là hướng đến thiếu ngôn tây viễn tướng quân sát phạt chinh chiến nhân thế nhưng chủ hòa ra ngoài mọi người dự kiến tiêu dịch nghe vậy sắc mặt trầm xuống ngồi ngay ngắn tấn nguyên đế một lần nữa nhíu mày liễm mâu tiếng lên cao lớn nam nhân nâng tay bái lễ, khế cương các vương đấu tranh ác liệt, hiện nay xuất binh chỉ biết hoàn toàn ngược lại dẫn khế cương các vương nhất trí đối ngoại, hiện nay các vương trung, vương tử bị vây hoàn cảnh xấu, thần cho rằng ứng đại vương tử vận số đem tẩn khi lấy giúp đỡ vương tử tên xuất binh, khế cương lập tức đoạt thiên hạ, là bưu mã, vua ma, thiết huyết chi tộc đã chủ động cầu hòa, như cường thịnh trở lại công đó là hoàn toàn bại lộ đoạt được khế cương tâm rất có khả năng hoàn toàn ngược lại. Cuối mâu suy tư sau một lúc lâu, tấn nguyên đế thật dài thở vào nhẹ nhõm, binh gia việc quả thật cấp không được. Đem khế cương sứ thần cùng đưa sách cho trẫm. Phách, tay áo đảo qua, trên bàn tinh xảo chén trà đều đánh nát ở, nước trà sái nhất, tiêu dịch đôi mắt đỏ bừng ngồi ngay ngắn ở chính đường khoan sạp thượng. Bầu bạn mẹ đến gần chính đường, nhìn đến đầy phòng hỗn độn, chu hoàng hậu mày nhíu lại. Làm cái gì vậy, tố không đến xem bản cung, đi lại hiểu rõ liền tạp bản cung gì đó. Nhân để ý giận mất lý trí, nhìn đến mẫu hậu vào cửa, tiêu dịch bận cuối mâu đứng lên, chịu đựng lửa giận khàn khàn mở miệng. Mẫu hậu, nhẹ nhàng thở dài, chu hoàng hậu thân thủ kéo qua cùng chính mình càng thấy xa cách con, cùng ngồi ngay nắng cùng khoan sạp thượng khi, ôm nhu vì con trà lau trên tay bị đồ sứ cắt qua miệng vết thương. Dịch nhi, ngươi học hội khống chế chính mình tỳ khí, phải hiểu được nhẫn nại. Tay cầm thành quyền, nghe được kia từ nhỏ liền nghe nhiều nên thuộc trong lời nói, tiêu dịch đỏ mắt mâu cười. Nhi thần đã hiểu, phụ hoàng mẫu hậu từ nhỏ liền yêu thương người nọ, ta vĩnh viễn là muốn nhẫn kia một cái, ta biết, mặc dù người nọ khinh thị ta, mặc dù người nọ hiện tại ở trong triều vài lần tam phiên nhằm vào ta. Càng nói càng hận, tiêu dịch cổ đã có gân xanh bạo khởi, nghĩ đến chúng một nhìn trừng hạ như người nọ nói đến á khẩu không trả lời được, nghĩ đến phụ hoàng cũng không cố hắn mặt bác bỏ đề nghị của hắn, nghĩ đến chính mình ở chúng thần trước mặt mặt mất hết, tiêu dịch cắn răng, hắn vĩnh viễn là cái kia không chịu coi trọng nhân. Nhận thấy được con kích động, chu hoàng hậu trong lòng do dự, cuối cùng cắn cắn môi nâng tay xoa con hai gò má, đôi mắt bình tĩnh. Dịch nhi, mẫu hậu tối người yêu trừ ra ngươi phụ hoàng đó là ngươi, ngươi phải tin tưởng mẫu hậu. Mẫu hậu ôm nhu nhường tiêu dịch thoáng bình tĩnh, nhưng nghĩ vậy mấy tháng qua người nọ triều đình thượng nhược có giống như vô xa lánh đôi mắt đỏ đậm mẫu hậu khả hắn cười nhẹ chu hoàng hậu nâng tay vì con sữa sang lại có chút hỗn độn vạt áo cho nên mẫu hậu muốn dịch nhi học hội nhẫn nại nâng lên đôi mắt chu hoàng hậu tươi cười dịu dàng nhưng mà chưa đặt đáy mắt tươi cười lại nhường tiêu dịch cả người cứng đờ ẩn ẩn phát giác cái gì môi run lên mẫu hậu nhẹ nhàng gật gật đầu Chu hoàng hậu ôm Nhu xem con. Mẫu hậu cho tới bây giờ đều là cùng Dịch Nhi một lòng. Mạnh đứng lên, Tiêu Dịch không thể tin xem chính mình mẫu hậu, thốc nghĩ đến Ngô ứng chiến khi còn bé đầu tật, nghĩ đến hắn hồi kinh là lúc vài lần ám sát. Chu hoàng hậu không cần phải nhiều lời nữa, cúi mâu than nhẹ. Dịch Nhi không cần đa tâm, ngày thường chuyên chú việc học, chớ để phân tâm, cái khác mẫu hậu đều sẽ vì ngươi chăm sóc hảo. Cung nhân lui tới Nghe nói như thế chỉ cảm thấy hoàng hậu ôm nhu hiền thục yêu thương tứ hoàng tử, cẩn thận chăm sóc, nhưng mà tiêu dịch lại nghe đã hiểu kia sau lưng phép ẩn dụ, trong lòng vui sướng, càng nhiều cũng là kích động, hắn mẫu hậu như vậy trí tuệ, hắn định có thể cùng mẫu hậu cùng trừ bỏ người nọ. Quần tam tụ ngủ theo trong cung đi ra, ngày thường giao hảo mấy người thương lượng trước rượu khi, tiếp định châu ngẩng đầu, đi nhanh tiến lên, xem xoay người lên ngựa hảo hữu. Biết viên cũng cùng đi thôi trừ bỏ từ nhỏ quen biết tiết định hải tiết định châu, ngu ứng chiến cùng trong triều người ít có lui tới, nếu có chút lui tới cũng là bởi vì ở trong triều xưa nay bác mặt linh lung, bạn tốt rất nhiều tiết định châu. Nghe vậy anh mi nhất xúc, ngồi trên ngựa nhìn quét nhất chúng triều thần, ngồi ngay ngắn nâng cáp nói. Bản tướng phu nhân dặn dò nhường bản tướng sớm đi hồi phủ. Ngồi ngay ngắn ghiềm ngựa, lập tức người không làm lưu lại giá mã rời đi. Mọi người đứng ở tại chỗ, xem kia đi xa bóng lưng âm thầm suy tư vị kia tiểu phu nhân kết quả như thế nào hảo có thể dẫn tới vị này mỗi khi nhắc tới đều như vậy kiêu ngạo nghĩ đến kia kiều diễm ôn nhu nữ tử mọi người bỗng dưng âm thầm hâm mộ như vậy xinh đẹp nhân tất nhiên ôn nhu như nước đi dù sao người nào nam tử hội không vui ôn nhu mạo mỹ nhân mày nhất xúc nghĩ đến đây cùng tiết định châu giao hảo mấy người không hẹn mà cùng nhìn về phía một bên tiết định châu ngày thường ở cùng nhau quán tiết định châu há có thể không biết mấy hảo hữu ý tưởng nhìn đến mấy người thần sắc phức tạp xem chính mình sắc mặt đỏ lên các ngươi chớ để miên mang suy nghĩ nhà ta lam lam khả ôn nhu cẩn thận mỗi lần đánh ta tiền đều sẽ cho ta cút cái cung mọi người nhớ không lầm vị kia tu tập là nội gia quyền pháp cùng đối thủ giao thủ tiền cuối đầu là tất yếu bộ sậu đi được dặn dò nhân dưới chân không ngừng muốn đi gặp chính mình tiểu thê tử nhưng mà mại nhập phủ môn liền bị cho hay tiểu thê tử đang ở nghỉ trưa nhất khang vui sướng giống như hát bồn nước lạnh cho nên cùng đến phủ hồi bẩm chuyện quan trọng lâm thái phó ngồi ngay ngắn cho thư phòng nội khi ngu ứng chiến áp khí cực thấp nhìn đến vị này tướng quân là như thế nào hưng trí hừng hực nhập phủ lại là như thế nào vẻ mặt âm trầm lâm thái phó vuốt râu cười tự hồ vị này tướng quân vẫn chưa có đồn đãi như vậy lãnh huyết lão hủ đã dựa theo tướng quân phân phó dặn dò tứ hoàng tử hôm nay tứ hoàng tử mất mặt, chỉ sợ lão hủ ngày sau không thể lại ở lại tứ hoàng tử bên cạnh người. Hoàng hồn cuối mâu, ngu ứng chiến trầm giọng mở miệng. Thái phó có thể có xem thượng hoàng tử. Để ý, vị này tướng quân dám nói, lâm thái phó cũng không dám như thế khinh mạng, vuốt râu lắc đầu. Lớn tuổi hoàng tử nhóm tư chất không kém nhiều lắm, nhưng là tuổi nhỏ vài vị hoàng tử trung có lệnh lão hủ cảm thấy hứng thú. Nâng lên đôi mắt, ngu ứng chiến nhíu mi. Mười tứ hoàng tử. Ha ha cười, lâm thái phó gật gật đầu. Tướng quân tuệ nhãn. Vừa ngủ dậy, có chút sợ rung, xem bên ngoài dần dần hạ xuống ngày, nghe trong phòng rửa mặt truyền đến xoa nắng quần áo thanh âm, lý ngôn hề rốt cục hoàng hồn, sờ sờ đầu sườn buổi sáng chính mình làm tốt tiểu hài tiểu nhu miệt, phượng mâu công công, bò lên thân đến. Phu quân, ngươi xem đây là ta làm tiểu nhu miệt, được không xem? vẻ mặt nghiêm túc nhu tẩy chính mình vài món ngoại bào, ngu ứng chiến nghe tiếng ngẩn đầu, nhìn đến tiểu thê tử khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ phấn hồng, hầu kết khẽ nhúc nhích, nghĩ đến nàng hiện tại thân mình không tiện, nghĩ đến chính mình trên tay vài món quần áo, ẩn nhẫn cúi mâu. Ân, lại sờ sờ, không thấy chính mình làm tiểu hài tử, Lý Ngôn Hề đi ra phòng rửa mặt, sau một lúc lâu nâng hai cái tiểu hài đi trở về, phượng mâu cong cong, khuôn mặt nhỏ nhắn thiên qua, lại khoe ra tay nghề của mình. Phu quân, ngươi xem rồi đây là ta làm tiểu hài tử, được không xem? Vô Pháp chuyên tâm rửa mặt y bào nhân lại quay đầu, nhíu mi sau khi gật đầu đem kia tới tới lui lui chạy loạn tiểu thê tử vòng trong ngực chung. Bị vòng ở nhà mình phu quân cùng rửa mặt chậu nước giang, không thể đi tìm khác quần lót lý ngôn hề ngẩn ngơ, cầm lấy cầm suy tư sau một lúc lâu, đang muốn muốn tòng phu quân nách hạ trốn, nhưng mà nhìn đến kia trong chậu nước vài món áo bào trắng khi nhíu nhíu mày, vẻ mặt không hờn giận mở miệng. Ngươi thế nào mỗi kiện quần áo vạt áo đều có du ấn a, à, ngươi như vậy không được, ngày sau nàng nếu là thấy cũng muốn bắt chước phá hư. Sờ sờ chính mình cao cao bụng, Lý Ngôn Hề ngẩng đầu lên, nàng bàn không biết, nhưng ít ra biết như muốn đứa nhỏ dưỡng thành hảo thói quen, làm cha mẹ muốn làm gương tốt. Xoa xoa y bào bàn tay to dừng lại, ngu ứng chiến cúi đầu, bình tĩnh xem giáo huấn chính mình tiểu thê tử. Đỡ thắt lưng, Lý Ngôn Hề giận liếc mắt một cái, phượng mâu tràn đầy không hờn giận. Nhìn cái gì vậy nha, ngươi tổng như vậy ăn cái gì đều ở vạt áo thượng, như thế nào trở thành nữ nhi tấm gương A. Nói một nửa, Lý Ngôn Hề đột nhiên dừng lại, hắn y bào thượng du ấn không phải nàng lưu lại đi. Ho nhẹ một tiếng, Lý Ngôn Hề hơn đúng lý hợp tình giận dữ đi liếc mắt một cái. Đều là ngươi lỗi, nếu không phải ngươi tổng ở ta ăn cái gì khi ôm ta, ta nơi nào hội rơi này nọ ở trên người ngươi ta thế nào cho tới bây giờ không xong ở trên người bản thân. Ngày sau ngươi chớ để lại dơ y bào. Ngu ứng chiến nhíu mi gật đầu. Ân. Ừ. Câu môi cười, Lý Ngôn Hề cực kỳ vừa lòng, đỡ mập mạp thắt lưng liền phải rời khỏi, chuyển tới bên trái là cánh tay, chuyển tới bên phải cũng là cánh tay, phía trước là chậu nước, phía sau là kia tường giống nhau ngực, Lý Ngôn Hề quyệt quyệt miệng. Ta hôm nay làm quần lót ngươi còn chưa có xem đâu cố chấp phải tiểu thê tử vong ở thân tiền nhân cuối người trác trác kia môi đỏ mọng. nam nam ngoan chút chớ để chạy loạn hừ nhẹ một tiếng lý ngôn hề toàn ôm lấy kia hẹp thắt lưng buông tha cho khoe ra chính mình từ từ tiến bộ tay nghề vậy ngươi phải nhanh chút tẩy ân ừ. nhưng mà hai người ôm nhau nhiều lần nhất kiện y bào còn chưa tẩy hoàng ngu nhĩ liền vẽ mặt ngưng trọng đi vào gia phu nhân ngu lão phu nhân bệnh nặng chương 78 78 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chính nội đường, thân gấm vóc các viện phu nhân ngồi ở nội đường hai sườn ghế tựa, dấu khăn cuối mâu, văn thanh khóc nức nở, thị nữ mẹ lập cho một bên trấn an đều tự chủ tử, trong nội thất, trong phủ vài cái tuổi tác tiểu nhân cô nương ngồi vây quanh cho giường ngoại, đồng dạng đôi mắt phím hồng. Thanh mạng hạ, ngu lão phu nhân mặt như sáp sắc, nhưng như củ đoan trang, ngân bạch sợi tóc như nhau ngày xưa chải vuốt cẩn thận tỉ mỉ. Cuối mâu uống xong trong tay chén thuốc, đem canh bát giao cho một bên mẹ sau, ngu lão thái thái chấp khăn lau lau khóe môi ngước mắt, chưa xem mọi người, chính là nhìn về phía kia bụng cao long ngồi ở giường sườn trưởng tôn tức, suy yếu than nhẹ. Người này đều phải mau sinh sản, chạy tới làm cái gì, này trong phủ động kinh quái cũng không phải một ngày hai ngày. Lão thái thái năm nay thân mình đại không bằng trước kia, Ngu quốc công phủ khi có thảo một giai binh, nhưng như quả nhiên là tầm thường ốm đau ngất, ngu nhĩ là sẽ không như vậy kinh hoảng hồi bẩm. Cắn cắn môi, Lý Ngôn Hề cuối mâu không nói, không có ngày xưa khoe mã gặp may. Đôi mắt có chút trầm, ngu lão thái thái có chút mệt mỏi, tự bản thân tái sinh bệnh chọc mẫu tộc cập cùng nàng giao hảo các phu nhân đều đến phủ. Một buổi sáng cùng này cái phu nhân nói nói đã nhường nàng đi hơn phân nửa tinh lực, cường chống nhìn về phía mọi nơi cháu gái, tôn tức, Ngu lão thái thái nhẹ nhàng thở dài, một lần nữa nhìn về phía ngồi ở trước mặt trưởng tôn tức. Bất quá ngươi hiện nay đi lại cũng tốt, thừa dịp ta còn có tinh lực, cũng có thể dặn ngươi chút nói. Nhẹ nhàng kéo qua kia non miệng thủ, ngu lão phu nhân nâng lên đôi mắt. Tổ mẫu ta cả đời lo liệu quốc công bên trong phủ vụ, mặc dù vô quá lớn công lao lại cũng không có sai lầm, ngày sau rời đi cũng không thẹn cho tâm, chỉ có và sự kiện không yên lòng, nam nam có không thay tổ mẫu quan tâm chút nàng mặc dù theo không hỏi qua nhà mình phu quân chuyện nhưng đối nhà mình phu quân hướng đi lại trong lòng biết rõ ràng mặc dù nàng lòng tràn đầy nghi hoặc khả nàng biết như lão thái thái rời đi nhà mình phu quân đánh giá hội triệt để cùng ngu phủ chặt đứt lui tới trong lòng khó xử nhưng lý ngôn hề ngước mắt nhìn đến tóc hoa râm tinh thần không ở ngu lão phu nhân trong lòng thở dài cúi mâu mở miệng như nam nam có thể làm đến chắc chắn vì tổ mẫu phân ưu mỉm cười lắc đầu ngu lão thái thái khẽ cáo ngươi lúc này không lên ngoan giả ngu yên tâm tổ mẫu sẽ không làm khó dễ ngươi lý ngôn hề âm thầm nhẹ nhàng thở ra nhưng mà tâm còn chưa hoàn toàn hạ xuống liền nghe được than nhẹ ngươi đệ đệ muội muội còn còn trẻ ngươi thân là trưởng tổ ngày sau muốn nhiều quan tâm chút quan hệ thông gia đại sự nam nam nhớ được lưu tâm này vài cái cô nương gã ổn thỏa tổ mẫu dưới suối vàng tài năng triệt để an tâm. Đây là muốn nàng hỗ trợ tướng xem việc hôn nhân. Lý Ngôn Hề ngẩn ra, còn chưa mở miệng, ngồi ở ghế tựa ngu ứng kiều đã nghe tiếng tiếng lên, đôi mắt đỏ bừng quỳ gối giường sườn. Tổ mẫu nói chuyện này để làm gì, cái gì dưới suối vàng không dưới suối vàng, lại nói nhị tẩu ở phủ quản lý trong phủ Việt, đem trong phủ thống trị gọn gàng ngăn nắp, đối chúng ta lại thường xuyên quan tâm, tổ mẫu chớ để lo lắng chúng ta, ứng mau chút dưỡng hảo bệnh mới là. Ngu ứng đủng niệu âm nghẹn ngào, làm như không muốn nghe được tổ mẫu nói như vậy cách thế nhắc nhở trong lời nói, nhưng mà trong lòng cũng là nhân tổ mẫu nhường lý ngôn hề vì chính mình tướng xem nhân gia mà sốt ruột, nàng cùng nàng cho tới bây giờ không đối bàn, nhưng người nọ vì chính mình tướng xem nhân gia chẳng phải là đem chính mình hướng trong hố lửa thôi. Đồng dạng ngồi ở giường sườn tống thư đường cũng nhân ngu lão thái thái phó thác sắc mặt phi bạch, không nói đến nàng hiện nay là quốc công phủ thế tử vợ cả, ngày sau là quốc công phủ chủ mẫu, đã nói hiện nay, tự nàng gả nhập quốc công trong phủ, lo liệu nội vụ, không người không khen ngợi, lão thái thái không phó thác cho nàng, ngược lại phó thác cấp một cái bên ngoài lập phủ, ngoại nhân, nhưng nàng này ngu quốc công phủ ngày sau chủ mẫu như thế nào tự chỗ. Nắng vuốt trong tay khăn, tống thư đường phủ phủ vùi đầu cho giường ngu ứng kiều, đạm cười ngẩng đầu. Đúng vậy, tổ mẫu nói chuyện này để làm gì tổ mẫu chớ để quan tâm này đó so với này đó đệ đệ muội muội hiện nay đều ngóng trong ngày mau tốt hơn đứng lên ngài yên tâm tôn tức chắc chắn chăm sóc hảo đệ đệ muội muội nghe thế mềm nhẹ trong lời nói mọi nơi vài cái đôi mắt phím hồng tiểu cô nương gặp tổ mẫu bệnh nặng là lúc như cũ quan tâm các nàng cũng không nhịn nữa đều tiến lên xem vây tới được các cháu gái ngu lão thái thái thở dài ngu gia dựa vào trưởng công chúa đắc thế trưởng tôn buông tha cho thế tử vị, lại cùng ngu quốc công phủ giảm bớt lui tới, nàng thấy rõ, cũng biết trưởng tôn tâm tư, này phiên phó thác bất quá là không nghĩ ở nàng về phía sau ngu phủ mất đi cuối cùng dựa vào, ưỡng nét mặt già nua cũng tưởng trưởng tôn xem ở nàng trên mặt mũi quan tâm một hai, nhìn đến cháu gái trong mắt bài xích, tôn tức trong mắt thử, ngu lão phu nhân thở dài, mỏi mệt, nhắm mắt lại mâu, thôi, nàng cũng có chút mệt mỏi, không nghĩ lại đi quan tâm. Ngưu lão thái thái lần này bệnh nặng so với dĩ vãng đến nghiêm trọng, ngày xưa cùng ngu gia giao hảo thế tộc phu nhân đều đến phủ thăm, trong phủ nhất thời nhân tạp, tự con cưới vợ sau, Lý thị liền thử thả trong phủ nội vụ, gặp kia Tống gia tiểu thư đem trong phủ thống trị ngay ngắn có tự liền triệt để yên tâm. Bất luận trưởng phu như thế nào không vui này con dâu, Lý thị đối vị này Tống gia tiểu thư là cực kỳ vừa lòng, không chỉ có là vì nàng có thể lo liệu nội vụ, thay chính mình phân ưu càng còn nhiều mà nhân này con dâu có thể đề điểm chút nàng ngày xưa cùng với hắn phu nhân kết giao khi sơ hở chỗ, vô luận là quần áo vẫn là cử chỉ đều có thể êm tai bẩm báo. Tựa như Trịnh Vũ Miên từng nói, như tưởng chân chính dung nhập huân quý phu nhân gian, chi bằng có người dẫn. Bị tôi tớ vây quanh đi ở bàn tịch gian, xem xét chi phí bài trí tống thư đường mày nhíu lại, phát giác không ổn sau nhẹ nhàng nâng thủ sai người tiến lên, nhẹ nhàng nhu nhu giáo húng vài câu, bàn tay trắng nõn kinh nâng đem không ổn bài trí thay cho, lập tức hơn nghiêm cẩn rời đi xem xét nơi khác. Này phiên rõ ràng lưu loát, cực hạn cẩn thận hình ảnh làm ngồi ở hành lang đình nội nhất chúng phu nhân liên tiếp khen ngợi. Thế tử phi tưởng thật như đồn đãi như vậy đoan trang ôn nhu, phu nhân thật sự là hảo phúc khí. Các nàng này đồng lứa tiểu thư trung, thế tử phi nhưng là tối tri lễ dịu dàng. Khen ngợi không dứt bên tai, Lý Thị mỉm cười gật đầu, cao hứng con dâu vì chính mình mặc dài đồng thời không khỏi có chút nghi hoặc, ngày thường nàng ở trong phủ lo liệu nội vụ tuy rằng đồng dạng tận tâm tận lực, nhưng chưa bao giờ nay ngày như vậy tự thân tự lực. Bất quá bởi vì bà bà bệnh nặng, hôm nay qua phủ xem xem phu nhân nhiều, càng cẩn thận chút cũng không ngại, một cái chớp mắt nghi hoặc, lý thị hoàng hồn tiếp tục cùng vài vị phu nhân nói nói. Rời đi thết tiệc sân, đi đến không người dài kính thượng khi, tống thư đường nhẹ nhàng thở ra, trong đầu hồi tưởng một lần quả thật không có sơ hở chỗ tài nhẹ nhàng thở ra, ngồi xuống ở tại một bên thạch đắng thượng, nắm chặt trong tay khăn suy nghĩ xuất thần, người nọ thấy được đi, nàng đem ngu bên trong phủ ngoại thống trị không một ti sơ hở, bên trong phủ phủ ngoại giao miệng nói tán, hắn có từng cũng biết nàng hảo, có từng hối hận. Thế tử phi, quốc công gia phân phó có thể khai yến. Nhĩ sườn truyền đến nha hoàng thanh âm, tống thư đường phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng liễm mâu đứng dậy cùng nha hoàng cùng hướng tịch yến đi đến, nàng đã thật lâu không có gặp qua hắn. Ngồi xuống tại đây chỗ hơi chút hẻo lánh bàn tịch thượng, Lý Ngôn Hề nhìn đến bất quá một ánh mắt, liền có nha hoàng phụng thăng đến gần, hào không bủng xỉn khen. Quốc công phủ hiện nay nha hoàng gã sai vặt thật sự là cẩn thận, kia hải đường nhi quả nhiên là cái hội thống trị phủ môn tiểu thư. Lấy qua khăn vì tiểu thê tử lao thủ, ngu ứng chiến vẻ mặt âm trầm, hừ lạnh một tiếng nghe thế thanh hừ nhẹ, Lý Ngôn hề phục hồi tinh thần lại, bận quay đầu nhìn về phía nhà mình Phu Quân, Trấn An mở miệng. Bất quá Phu Quân của ta lợi hại hơn, đem chúng ta trong phủ thống trị hơn, tẩn nhiên có tự, thật lợi hại. Vừa lòng trắc trắc bên cạnh người lấy lòng Tiểu Thê Tử, ngu ứng chiến nâng tay vì Tiểu Thê Tử giáp cái ăn. Lý Ngôn hề nhẹ nhàng thở ra, lập tức biểu môi, nhà nàng Phu Quân cùng nam tử so với liền quên đi cùng nữ tử so với là cái gì sự a à. ăn giáp đến trong đĩa cá thịt lý ngôn hề dài thở dài một hơi bất quá nghiêm cẩn lại nói tiếp nhà nàng phu quân quả thật thống trị phủ môn hơn lợi hại mặc dù trong lòng bi thương không thừa nhận cũng không được dĩ vãng đối nàng khắp nơi thỏa hiệp từ mẹ cùng hồng nhạn đều bắt đầu đối nhà mình phu quân ngôn nghe kế theo bản ngón tay sổ nhất sổ lý phủ cao thấp chỉ có tiểu đao còn kiên định không dời duy trì chính mình giật mình chính mình hiện nay lẻ loi một mình lý ngôn hề trong lòng căm giận nan bình ăn giáp đến đồ ăn nam nam toái niệm không ngừng xa xa đi tới tịch yến thượng tống thư đường kinh ngạc đứng ở tại chỗ xem kia vì bên cạnh người nữ tử cẩn thận chọn xương cá nam tử cao lớn chưa bao giờ ngẩng đầu nhìn qua chính mình liếc mắt một cái cả người chết lặng nàng nỗ lực làm được tốt nhất chờ đợi người nọ hối hận khả chưa bao giờ có giống như bây giờ thanh tĩnh người nọ chưa bao giờ đem nàng để vào mắt vô luận nàng hảo cùng không tốt, người nọ chưa bao giờ từng để ý. Nhìn đến kia loại bỏ xương cá cá thịt bị giáp nhập nàng kia phía trước cái đĩa, nhìn đến nàng kia khinh y tú lữ, nghĩ đến trang phục mà đến chính mình, tống thư đường đôi mắt mông lung vội vàng rũ xuống rèm mắt, nghiêng ngã lão đảo trước khi rời đi viện. Thân là thế tộc quý nữ, uống qua rượu bất quá đều là chút rượu trái cây rượu gạo, đây là tống thư đường lần đầu tiên uống nam tử uống liệt rượu ngồi ở hậu viện không người quấy rầy hành lang hạ, tống thư đường đôi mắt mông lung, không màn dáng vẻ ẩm hạ kia nghe liền say lòng người rượu. Chưa bao giờ thể nghiệm qua cây độc tràn ngập môi khang, tống thư đường bế mâu nhậm nước mắt chảy xuống. Nhìn đến tự gia tiểu thư như thế khổ sở, tiểu dung thấp giọng mở miệng. Tiểu thư Mở mắt ra mâu, bàn tay trắng nõn khinh nâng lau lau hai gò má, tống thư đường tao nhã cười. Bất quá là chịu không nổi này cây độc thôi ngươi chớ để lo lắng. Nàng không cần thiết bất luận kẻ nào đồng tình, người nọ không thèm để ý nàng, nàng cũng không thèm để ý người nọ. Tiểu Dung lúng ta lúng túng gật gật đầu, không dám nhiều lời nữa. Rủ xuống rèm mắt, tống thư đường lại nâng lên rượu trảng, nhưng mà còn chưa ẩm xuống tay trung rượu liền có lý thị bên người mẹ vội vàng đến gần. Thế tử phi, thế tử không thắng rượu lực trở về phòng, phu nhân mệnh lão nô tiến đến dặn dò thế tử phi nhiều chút chăm sóc nhẹ nhàng đứng dậy tống thư đường vuốt cầm cười làm phiền mẹ rót vào trong khung đoan trang tao nhã không cho nàng chật vật vòng qua trước mặt mẹ tống thư đường đề váy hướng sân đi đến nàng gặp qua tốt lắm nàng ngày sau cũng sẽ không để ý người nọ nàng hội so với kia hai người hạnh phúc nàng không hội để ý người nọ ngồi ngay ngắn ở trong phòng ngu ứng lãng suy nghĩ xuất thần hắn luôn miệng nói chính mình muốn tỉnh lại khả liên tiếp hai lần thi hương thất lợi vào triều sau khắp nơi chịu trở, ngày xưa cảm thấy thoải mái chuyện tự hồ cùng tưởng tượng tướng đi khá xa, bên người nhân đều ở biến hóa, chỉ có chính mình như cũ dừng lại không tiền. Nhắm mắt lại mâu, ngu ứng lãng lòng ngực buồn đau, này đó là an nhàn gây cho hắn đại giới sao? Môn Thanh Chi nha, trụ thượng mi giang có chút choáng váng, trong lòng phiền muộn ngu ứng lãng mở mắt ra mâu, nhìn đến xa lạ thê tử bưng nước sơn bàn đi vào, nhất thời giật mình thần, trong đầu hiện lên biểu muội sáng ngời đôi mắt trong lòng chua xót, cúi mâu trầm giọng. Đi ra ngoài. Bưng canh thang tiến đến tống thư đường dừng lại cước bộ, tính toán buông tha cho trước kia qua lại toàn tâm toàn ý cùng trượng phu ở chung tống thư đường nhân kia sơ lãnh thanh âm, sắc mặt phi bạch, nhất thời nang kham. Bình tĩnh xem kia dung sắc nặng nề trượng phu, nghĩ đến chính mình thân là trọng thần chi nữ hiện nay lại gả cho một cái thương hộ chi nữ con, nghĩ đến chính mình ngày sau muốn cùng một cái ghét cùng nam nhân của nàng sinh hoạt tại cùng nhau, Tống Thư Đường trong lòng dân lên hối hận, hứa là vì vừa mới uống lên rượu, không lại bận tâm cấp bậc lễ nghĩa. Trong lòng ủy khuất không cam lòng Tống Thư Đường tông cửa xông ra, một đường chạy về phía sau viện cửa nhỏ, thầm nghĩ rời đi này liên tiếp. Nhưng nàng tẩn mất thể diện ngu phủ. cúi đầu khóc nức nở, mùi rượu thượng đầu nhường dưới chân lão đảo, mở ra cửa hông, Tống Thư Đường lại dừng lại, mông lung trong được đến trước cửa đứng một người cao lớn cao ngất nam tử. Là hắn sao? Hắn hối hận có phải hay không, vừa mới tịch yến thượng không nhìn nàng là cố ý có phải hay không. Nước mắt rơi xuống, Tống Thư Đường ôm lấy người tới. Ta thích ngươi, không cầu ngươi đồng dạng thích ta, chỉ cầu ngươi nhận ta. Cao lớn nam nhân cả người cứng ngắc, thường xuyên bồi hồi ở ngu phủ cửa sau muốn nhìn một cái người trong lòng nam tử không nghĩ tới thật sự gặp được người trong lòng, bàn tay to nâng lên lại buông, hầu kết toàn động, cuối cùng đem nhân gắt gao ôm vào trong ngực, khàn khàn mở miệng ta cũng thích ngươi, theo ngày ấy quần ngựa thượng vừa thấy liền thích. Chương 79 79 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Nhíu mi đứng ở phía trước cửa sổ, xem mông lung ánh trăng, trịnh thiếu thời sắc mặt đoan trang, vô loạn hắn như thế nào điều tra, đều không thể tìm được người nọ nhược điểm, người nọ làm như cái không có nhược điểm nhân. Cuối mâu thở dài, trịnh thiếu thời xoay người ngồi ngay ngắn cho phía trước cửa sổ ghế tựa không, người nọ có nhược điểm, khả trở thành hắn nhược điểm nhân cũng là hắn tuyệt sẽ không đụng chạm. Thật dài thở dài, trịnh thiếu thời nâng tay phủ phủ ngạch, hắn có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, khả duy nhất không nguyện chạm vào chỉ có kia một người mà thôi. Cửa thư phòng bị tự đứng ngoài đẩy ra, nghe được tiếng bước chân, trịnh thiếu thời chưa xem ra nhân, bế mâu mở miệng. Nói, phụng mệnh tìm hiểu tin tức cả sai vặt lượt làm chần chờ, không biết chính mình mang đến tin tức hay không hữu dụng, lập tức tiến lên đưa lỗ tai. Xoa cái trán thủ dừng lại, trịnh thiếu thời mở mắt ra mâu. Ngươi khả thấy rõ. Cả sai vặt liên tục gật đầu. Ngu lão thái thái bệnh nặng, chúng tiểu nhân đi theo vị kia tướng quân đi quốc công phủ, không dám tới gần cửa chính liền luôn luôn núp ở phía sau môn, chính mắt nhìn thấy. Cuối mâu không nói, ngưng thần suy tư thật lâu sau, trịnh thiếu thời dung sắc thư hoãn thản nhiên mở miệng đi xuống đi ngu quốc công phủ hậu viện cửa hông tôn thành sắc mặt xanh trắng ông chặt lấy trong lòng nhân hắn biết nàng nói thích không là vì hắn mà là nhân nhà mình tướng quân miệng chua xót tôn thành kinh ngạc xem trong lòng ôn nhu đoan trang nữ tử hắn nhất giới bố y xuất thân vô luận là thân phận vẫn là địa vị đều tuyệt đối không có khả năng xứng đôi này thế tộc xuất thân tiểu thư khả hắn quên không được ngày ấy mới gặp nàng cảnh tượng một thân màu trắng quần lộ mỏng nhẹ nhàng tao nhã mặc dù nhân ngã xuống chấn kinh như cũ cử chỉ thỏa đáng nàng làm như thiên thượng nhân mà hắn thích thượng một cái hắn khó có thể với tới nữ tử minh biết rõ chính mình không xứng với nàng như cũ không tự chủ được bồi hồi ở tống phủ tiền biết được ngu nhị công tử hủy hoại nàng khuê dự hắn ký phẫn nộ nàng nhận đến thương tổn lại mừng thầm nàng bẩn danh tiếc có lẽ có lẽ hắn có thể có cơ hội khả không chờ hắn đủ loại cảm xúc lan tràn liền nghe được nàng phải gả nhập ngu quốc công phủ tin tức. Ở nàng đại hôn khi hắn uống say mềm, cho rằng chính mình lại sẽ không đi vọng tưởng, khả thanh tĩnh khi như cũ không tự chủ được đi đến ngu phủ, độc tự bồi hồi bao nhiêu ngày đêm, biết rõ không sẽ nhìn đến nàng, khả vui vẻ chịu đựng. Hai gò má nhân mùi rượu dâng lên trở nên đỏ ửng tống thư đường ngẩng đầu nhìn hướng ôm ấp nam nhân của chính mình, trong lòng khó nén trung động cùng ủy khuất. Tướng quân, ta thích ngươi, ta chưa từng có như vậy buông tôn nghiêm thích qua một cái nam tử, ta nơi nào không bằng kia lý gia tiểu thư. Vì ngươi ta buông tôn nghiêm chủ động cầu tốt, vì ngươi ta cá là khí gã nhập quốc công phủ, nỗ lực làm tốt hết thảy cũng bất quá là cho ngươi nhìn đến ta, biết ta hảo, tướng quân, ta không tốt sao. Nhẹ nhàng nhu nhu trong lời nói bầu bạn trời nóng ẩm tràn ngập ở nhĩ sườn, tôn thành sắc mặt đỏ lên, ngực phập phồng, khàng khàng mở miệng. Hảo, hai tròng mắt trầm trọng, tống thư đường nhu nhu cười, nhẹ nhàng nhắm mắt lại mâu, lẳng lặng dựa vào ở trong lòng hắn trung. Tướng quân, ta thật sự thích ngươi, ta sẽ không phá hư ngươi cùng lý gia tiểu thư cảm tình, ta nguyện ý làm thiếp, ta thầm nghĩ ở lại bên người ngươi. Thanh âm tiệm thấp, tống thư đường đôi mắt nhẹ nhàng đóng lại. Xem trong lòng nhân, tôn thành cầm buộc chặt, thân là tướng quân phó tướng, hắn tự biết tướng quân hảo, khả nghe được nàng nguyện ý làm tướng quân thiếp thất khi lại ngớ ra, tướng quân không muốn nạp làm thiếp nhân là hắn khó có thể với tới nhân, nhắm mắt lại mâu, tôn thành trong lòng nặng nề, ông chặt lấy trong lòng nhân tham lam độc chiếm này ngoài ý muốn đến thân cận, nay ngày sau hắn chỉ sợ sẽ không lại có hôm nay cơ hội như vậy tiếp cận nàng. Mở mắt ra mâu, tôn thành một lần nữa nhìn về phía trong lòng mê mang nữ tử, trong lòng kinh hoàng, đúng vậy, nay ngày sau không có cơ hội yên tĩnh dưới ánh trăng cao lớn nam nhân hô hấp càng ồ ồ, cuối cùng nam nhân cắn răng, ngồi chỗ cuối đem nhân ôm lấy, ly khai này chỗ hạng khẩu. Gà gáy tiệm khởi, chân trời để lộ ra, thô chế tấm ván gỗ truyền đến tiệm gần tiếng bước chân, đồ gian khách sạn tiểu nhị nhẹ nhàng khấu khấu cửa gỗ, thấp giọng hỏi. Khách quan ngài muốn đánh thủy rửa mặt sao? Tôn Thành mở mắt ra mâu, nhìn về phía khuỷu tay chỗ khóe mắt còn mang theo lệ ý nữ tử, mày nhất xúc, hắn cho rằng nàng đã không phải thanh bạch chi khu tài giám như thế, lại không nghĩ rằng kia ngu nhị công tử không có chạm qua nàng. Trong lòng trầm trọng, Tôn Thành đứng dậy y, lạnh giọng mở miệng. Không cần. Ngoài cửa tiểu nhị nghe được phân phó, bận mỉm cười xác nhận, nhưng mà xoay người khi cũng không nại nhíu mi, vị này da ép buộc một đêm, hắn nghe xong một đêm, vốn là không ngủ hảo, hiện nay không cần thủy, một hồi nhất định phải thủy, thật sự là lụy nhân nhưng mà vẫn chưa như kia tiểu nhị suy nghĩ, trong phòng tôn thành phức tạp xem trên giường ngủ say nữ tử, nghĩ đến hôm qua chính mình nhất thời xúc động, tâm loạn như ma, đứng dậy rời đi. Mặt trầm xuống hướng chính mình phủ môn đi đến, tôn thành mày xúc nhanh, thân là nam nhân người nào không muốn chính mình hỉ người yêu hoàn toàn thuộc loại chính mình, khả hiện nay này đối hắn đến giảng nhất khó giải quyết, nàng như nguyện ý ngày sau hắn hội nghĩ biện pháp thú nàng, khả hiện nay như là bị người biết nàng thất trong sạch cùng hắn, chỉ sợ hai người kết cục. Nhíu mi trầm tư, Tôn Thành ngước mắt muốn mại nhập trong phủ cửa sau khi, lại nhìn đến cửa sau trạm kế tiếp nhất tố bào nam tử. Thấy rõ người tới, Tôn Thành rùng mình, dừng lại cước bộ. Trịnh Đại Nhân Xem một thân sắc bén ngang nhiên lại quần áo không chỉnh mặt có dơ bẩn Tôn Thành, Trịnh Thiếu Thời cười nhẹ. Khi khách sạn tiểu nhị như vậy không biết sự sao. Tôn phó tướng mệt nhọc một đêm nhưng lại cũng không đưa nước đi vào cùng tướng quân rửa mặt một phen kiên nghị khuôn mặt chợt âm lệ tôn thành cắn răng nhìn về phía người tới như trước thông dong trịnh thiếu thời đoan thủ cho bên hông nhẹ nhàng lắc lắc đầu tướng quân đừng phải khẩn trương ta đến đây không phải muốn áp chế tướng quân mà là tưởng cấp tướng quân chỉ một cái minh lộ dù sao tướng quân cũng là lại tây bắc trên chiến trường đẫm máu chiến đấu hăng hái qua nhân ta thật sự không muốn nhìn đến một vị công tích trác tuyệt tướng quân không bị coi trọng. Nói giống như trạc trung nội tâm, tôn thành sắc mặt nhất bạch, hắn đối nhà mình tướng quân trung thành và tận tâm, đi theo tướng quân xuất sinh nhập tử, khả tự ngày ấy phi ngựa đấu sau hắn liền bị tan mất chức vị quan trọng, trừ bỏ ở kinh thành ấn lệ tuần thành, hắn nếu không tham ngộ cùng trọng yếu việc, hắn biết là bởi vì sao. Bởi vì ngày ấy phi ngựa đấu thượng chính mình đối vị kia tiểu phu nhân sơ sẩy nắm chặt nắm tay, Tôn Thành tuy rằng trong lòng không cam tướng quân nhân kia một cái cổ nhân nữ tử đưa hắn tá chức, nhưng trên mặt như cũ dấu giếm sơn thủy. Thấy hắn trầm mặt không nói, trịnh thiếu thời xoay người, giống như lầm bầm lầu bầu bàn mở miệng. Bố y chi tộc vĩnh viễn tể không tiếng huân quý trong lúc đó, vĩnh viễn chỉ có thể làm huân quý chi tộc thủ hạ người hầu, trừ phi có có thể thay thế được huân quý địa vị cùng năng lực, đến lúc đó liền có thể tưởng này suy nghĩ, muốn này sở muốn, không cần che lấp khả làm quán nô bột nhân nào có cái kia lá gan dám tiếu muốn đi làm chủ tử cười khẽ lắc lắc đầu không nhìn tới phía sau người trịnh thiếu thời liền muốn nâng bước rời đi nắm chặt hai đấm xem kia tố bào người bóng lưng tôn thành trắng răng tiến lên vài bước lập tức đốn chân tại hạ chính là thô nhân một cái hiện nay lâm vào khốn cảnh đại nhân đã tiến đến chỉ điểm không bằng nói thẳng thần sương như sa mỏng mông mông lung lông sắc bén quyền phong đem đại phiến hơi nước đánh tan một thân màu đen trang phục ngu ứng chiến như mỗi ngày thần khi bình thường ở trong viện đánh quyền thị vệ hồi bẩm hoàng chặn được mật tính lẳng lặng đứng ở một bên hồi lâu thần sắc như thường đánh xong một bộ quyền pháp ngu ứng chiến lấy qua một bên hồng nhạc khăn lau lau chính mình trên trán bạc hãng dung sắt túc lãnh sau một lúc lâu cuối mâu trầm giọng đã đều muốn tham dự kia liền chớ để làm cho người ta hạ xuống thị vệ được phân phó, lui thân rời đi, ngu ứng chiến tắc xoay người về phía sau viện đi đến, bọn họ kết cục quyết định bởi cho chính bọn họ. Tứ hoàng tử phủ đệ. Xem thái phó bố trí việc học, tiêu dịch mày nhanh súc, buông trong tay sói hào, âm thầm xuất thần, nguyên tưởng rằng mẫu hậu tiết lộ cho hắn lâu dài giấu giếm bí mật là muốn cùng hắn cùng diệt trừ người nọ, khả mẫu hậu như cũ như trước kia bình thường cũng không báo cho biết hắn gì kế hoạch, hắn ẩn ẩn có thể phát hiện mẫu hậu có điều động tác, sai người bí mật quan sát, nhưng không có gì thu hoạch, mỗi lần hỏi ý tưởng thật cũng như nàng nói như vậy, chỉ mệnh hắn chuyên chú việc học. Hắn tốt xấu cũng là cưới vợ lập phủ nhân, vì sao mẫu hậu như cũ không chịu tin mặt hắn có thể một mình đảm đương một phía. Trùng trùng tạp hạ bàn, tiêu dịch đứng dậy ở thư phòng nội đi qua đi lại, môn thanh đụng động, tiêu dịch nhíu mi nhìn lại, gặp là chính mình an trí ở mẫu giữa hậu cung tìm hiểu tin tức gã sai vặt bước lên phía trước mở miệng khả thăm dò chút tin tức gã sai vặt mọi nơi nhìn nhìn lập tức tiểu bước lên tiền đem chính mình vô tình nhìn đến nội dung nhất nhất báo cáo tiêu dịch khuôn mặt từ buộc chặt biến thành thư hoãn nghe được cuối cùng câu môi cười đôi mắt nheo lại hắn phải tận mắt nhìn đến người nọ tử chuẩn bị ngựa tới gần sản kỳ thân mình càng ngày càng trầm trọng Lý Ngôn Hề càng yêu ngủ, ban ngày trong phủ hạ nhân chắc chắn nhân kiên về nàng ngủ không dám quấy rầy, lui tới cũng không ra động tĩnh, nhưng mà ngày nay viện ngoại hết sức ồn ào. Đỡ thắt lưng đứng dậy, bị đánh thức Lý Ngôn Hề mại ra cửa phòng, xa xa nhìn đến viện ngoại lui tới vẻ mặt kích động tôi tớ, không khỏi nhíu mi. Như thế nào? Đứng lại viện cửa xem viện ngoại hồng nhạn nghe được hỏi ý, bận trở lại đến gần. Tiểu thư, ngài thế nào xuất ra, vô sự, là vừa vặn trong phủ cột ngựa xe con ngựa nổi cơn điên, mang theo xe ngựa chạy ra phủ, hiện nay quản sự, mẹ nhóm đều sai người đi tìm. Lý ngôn hề mày nhất xúc, con ngựa phát cuồng. Này nơi nào tính vô sự. Nhìn nhìn khẩn trương đi lại phù chính mình hồng nhạn, Lý ngôn hề biểu môi, càng cảm thấy hồng nhạn câu kia, vô sự là không có quan hệ gì với nàng không nên nàng quan tâm cho nên không cần hỏi nhiều ý tứ cùng hồng nhạn một lần nữa trở lại trong phòng lý ngôn hề sớm không có khốn ý ngồi ở nhuyễn tháp thượng đang muốn đi lấy điểm tâm khi bỗng nhiên một trận choáng váng đau đầu không thôi vỗ về trong tay sạp thượng tiểu mấy ổn định thân hình lý ngôn hề sắc mặt trắng bệch nhưng mà một lát kia đau đầu liền tiêu tán đi dường như vừa mới đau xót là nàng lỗi thấy tướng quân hôm nay thần khi rời đi khi nói có chuyện quan trọng buổi trưa không trở về phủ dùng cơm phân phó nô tỳ nói cùng tiểu thư một bên đầu lao thủ khăn, Hồng Nhạn vừa nói chuyện, nghĩ đến kia âm trầm tướng quân, Hồng Nhạn không khỏi run lên, xoay người nên vì tự gia tiểu thư lao thủ khi, phát hiện tự gia tiểu thư sắc mặt trắng bệch, bận đi lên phía trước kinh hoảng mở miệng. Tiểu thư, ngài như thế nào? Khi đau đầu đã không thấy, Lý Ngôn Hề nghe vậy cười, chỉ cho là ảo giác, trấn an cười. Không ngại, chớ để lo lắng. Ngoài miệng nói như vậy, Lý Ngôn Hề lại âm thầm phủ phủ chính mình bụng, trong lòng bàn tay hãng ẩm, vừa mới. Hẳn là ảo giác đi. Liệt nhật dưới giáo trường nội, kinh cấm quân như trước trống giận từng trận, thao nhận tập võ. Lãnh mi nhìn về phía trong sân tướng sĩ, ngu ứng chiến hàm dưới buộc chặt, giống như có chút suy nghĩ. Tiến bước chân tiệm gần, một thân quân giáp tôn phó tướng ngưng dung tiến lên, quỳ lạy ở, vội vàng mở miệng. Tướng quân, vừa mới tướng quân phủ có loạn, Mạc tướng đợi nhân nghe tin tiếng đến gắn liền với thời gian đã tối muộn, phu nhân. Phu nhân bị nhân bắt cóc cách phủ, hiện xe ngựa đã ra khỏi cửa thành, mạc tướng cũng đã sai người đuổi theo. Ông quyền quỳ xuống đất, tôn thành sắc mặt trắng bệch. Mạc tướng thủ thành sơ hở, cam nguyện bị phạt. Chợt ngẩng đầu, con người đen bình tĩnh xem cuối mô bái lễ nhân, lập tức một cước đá vào, tôn thành thét lớn một tiếng đại nôn một nguồn máu tươi, ngu ứng chiến cắn răng, đi nhanh rời đi giáo trường. Gặp người rời đi, Tôn Thành trong lòng căng thẳng, bất chấp gãy xương sườn, cắn răng đứng dậy, nghiêng ngã lão đảo đuổi tới giáo trường khẩu khi gặp kia hắc bào người đuổi mã phương hướng là ngoài thành triệt để nhẹ nhàng thở ra. Ngoài thành trăm dặm ở ngoài điên nhai, sớm chuẩn bị tốt hai bác nhân mã hoặc ẩn cho xanh ung, hoặc ẩn cho dài lộ hai sườn đỉnh núi đại thạch sau. Liệt nhật sáng quắc, mồ hôi không ngừng theo trên trán rơi xuống, nhưng không người dám động tác nửa phần, nhậm mồ hôi sương mù, nhậm nhiệt khí bốc lên. Tiếng vó ngựa tiệm gần, ẩn nấp mọi người ngưng thần, khắc có tướng quân phủ ấn ký xe ngựa dọc theo đỉnh núi Giang Giáp Lộ chạy nhanh mà qua, mọi người nhanh chóng động tác, ẩn ở đỉnh núi thạch sau nhân đều xoa trước mặt cự thạch, ẩn ở xanh ung gian sát thủ cũng đều nắm chặt trong tay đao. Một lát, càng thêm dồn dập tiếng vó ngựa vang lên, này chỗ sơn đạo đã phong, đuổi theo xe ngựa mà đến nhân trừ bỏ trong kế hoạch nhân tuyệt đối không có khả năng là người khác mọi người từ xa nhìn lại gặp kia trên ngựa đen giá mã đuổi theo xe ngựa nam nhân sau nhanh chóng ra tay hai sườn đỉnh núi vĩ đại tảng đá dọc theo sơn thể lăn xuống như mưa cự thạch nhường hắc mã kinh hoảng loạn đạp nhưng mà dày đặc cự thạch cũng không lại cho con ngựa thở dốc cơ hội tạp cả người lẫn ngựa khoảng cách giấu cho lạc thạch dưới hai sườn đỉnh núi đồng thời rơi xuống cự thạch đem này một chỗ giáp lộ biến thành một cái tân sơn thể gặp không cần trong núi sát thủ ra tay người nọ liền bị mất mạng mọi người trong lòng có nghi, nhưng mà không chờ sai người tiến lên xem xét, liền lại nghe có quân giáp thanh âm, không kịp tiến lên xem xét mọi người đều biến mất. Chương 80 80 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Hoàng Cung Thư trong điện Tấn Nguyên đế thốc theo ghế tựa đứng lên, vẻ mặt trắng bệch nhìn về phía kia hồi bẩm thị vệ, môi run rẩy. Ngươi nói cái gì? Thị vệ sắc mặt nặng nề, không dám lại mở miệng. Tấn Nguyên Đế hai mắt mờ, thân hình lão đảo, một bên Chu Hoàng hậu lo lắng tiến lên đem nhân đỡ lấy. Hoàng thượng chớ để sốt ruột, biết Nguyên thân thủ như vậy hảo, không có việc gì. Hắn không nên tùy ý hắn độc tự tra xét, không nên mọi chuyện tín nhiệm hắn, đã sai điểm nhường hắn mất đi duy nhất mệnh, biết rõ có người ngầm muốn hại hắn, hắn sao nhóm có thể tùy ý hắn độc tự hành động, là hắn hồ đồ A, hắn có gì mặt đi gặp hắn trưởng tỷ? hắn có gì mặc luôn miệng đưa hắn chăm sóc hảo ngực buồn đau tấn nguyên đế đẩu ngón tay hướng ngoài cửa chuẩn bị xe trừ bỏ mênh mông cùng cuộn cung vệ tướng tùy không kịp thiết nghi thức xe ngựa một đường chạy ra khỏi cửa thành bên trong xe ngựa tấn nguyên đế đôi mắt kinh ngạc không nói một câu cùng ra cung chu hoàng hậu cũng mặc lộ vẻ lo lắng không ngừng trấn an xe ngựa đi tới kinh ngoại trăm dặm đỉnh núi nhìn đến kia giáp trên đường cao cao hở ra núi đá, tấn nguyên đế vẻ mặt tuyệt vọng. Sớm đuổi ở đây kinh cấm quân thống lĩnh nhìn thấy ngự giá, đi nhanh tiến lên, ngưng trọng mở miệng. Thánh thượng, mặt tướng đuổi tới khi chỉ tới kịp nhìn đến tướng quân bị giấu nhập thạch hạ, hai sườn vách núi đều có mai phục dấu vết, mặt tướng đoán tướng quân là bị người thiết kế sát hại. Nơi nào còn có thể suy xét khác, tấn nguyên đế nhìn không chớp mắt, bình tĩnh xem kia núi đá chịu đựng lồng ngực buồn đau cắn răng. Cho trẫm chuyển khai. Kia thống lĩnh lĩnh mệnh, xuất lĩnh kinh cấm quân cùng tới rồi cung vệ cùng chuyển núi đá. Mộ ngày lâm hạ, chân trời phím hồng, theo quân vác tin tức thạch binh lính quần áo ướt đẫm, tạp tử mã bị chuyển ra, lạc thạch vùi lấp hạ cũng lộ ra một người chân. Phất khai chu hoàng hậu nâng thủ, tấn nguyên đế nghiêng ngã lão đảo đến gần, nhìn đến cuối cùng một cái lạc thạch bị chuyển khai, Tấn Nguyên Đế sắc mặt tuy rằng như trước tái nhợt, nhưng thần sắc lại từ tuyệt vọng biến thành ngưng trọng. Lo lắng Tấn Nguyên Đế thân thể, Chu Hoàng hậu đến gần, không dám nhìn tới kia huyết tinh, nhẹ nhàng đỡ lấy trượng phu cánh tay. Hoàng thượng, hiện tại trọng yếu nhất là tìm được sát hại biết quyên hung thủ, chúng ta về trước cung đi. Nghe vậy, đem đôi mắt theo kia thi thể thượng di mâu, Tấn Nguyên Đế nhìn về phía thê tử, khàng khàng mở miệng. A à Lăng thành thân nhiều năm như vậy hắn chưa bao giờ gọi qua này không thuộc loại tên của nàng nghe được kia khàn khàn chu hoàng hậu không rõ chân tướng ngẩng đầu gặp tấn nguyên đế muốn nói lại thôi trong lòng có nghi chậm rãi quay đầu hướng kia thạch hạ nhìn lại lạc thạch đem người nọ khuôn mặt tạp dữ tợn nhưng mơ hồ có thể phân biệt ra chút hình dáng khả chu hoàng hậu vẫn chưa nhìn kia luân không liền nhận ra kia nằm ở thạch hạ khí tuyệt thật lâu sau nhân cẩm vân bào tơ vàng đai lưng một thân y bào cùng hắn thần khi hướng nàng thỉnh an khi giống nhau, cả người lạnh như băng, Chu hoàng hậu trợn to đôi mắt, không thể tin lão đảo đến gần, mọi người tiến lên đi ngăn đón, Chu hoàng hậu giống bị gây ra mẫn cảm nhất thần kinh, không màng dáng vẻ dãy dụa đem nhân đẩy ra, lắc đầu quỳ gối người nọ bên cạnh người, sắc mặt xanh trắng, môi run run. Dịch Nhi, Dịch Nhi, Dịch Nhi. Một tiếng so với một tiếng thê lương, mọi người đều sắc mặt nặng nề, Tấn Nguyên Đế mặt lạnh lùng bế mâu. Người tới. Cho trẫm đi thăm dò. Đứng lại một bên kinh cấm quân tướng lãnh tiến lên bái lễ, còn chưa mở miệng, kinh ngạc nghiêng đầu nhìn về phía đến khi dài lộ, lập tức thần sắc vui vẻ. Tấn Nguyên Đế không thấy lên tiếng trả lời, nhíu mi mở mắt ra mâu, đồng dạng nhìn đến dài trên đường một người dục ngựa mà đến. Tiếng vó ngựa bầu bạn tiệm gần, cao mã phía trên nam nhân một thân sắc bén, dung sắc túc lãnh, không xem mọi người lưu loát xuống ngựa tiến lên thần hộ giá đến chậm thần sắc kinh ngạc tấn nguyên đế đôi mắt ửng đỏ vừa muốn bế mâu che giấu nhĩ sườn đột nhiên truyền đến cung nhân kinh hô hoàng hậu hoàng hậu ngày ánh chiều tà sắp sửa biến mất ngất chu hoàng hậu bị phù lên xe ngựa đuổi về trong cung tấn nguyên đế tắt ngồi ngay ngắn cho lập tức cúi mâu yên lặng nghe thần trong phủ có loạn thủ hạ tướng sĩ hồi bẩm thần thê bị bắt cóc thần truy xe ngựa ra khỏi thành tới gần đỉnh núi đuổi lên xe ngựa chưa từng nhìn thấy thần thê phát hiện trúng kế không nghĩ đã thảo kinh xà ẩn vào trong xe tùy xe từ nhỏ lộ vòng hồi trong kinh tra xét cuối mâu sau một lúc lâu tấn nguyên đế thanh âm khàn khàn khả tra ra là người phương nào gây nên nâng tay bái lễ ngu ứng chiến lạnh giọng nội các tham gia học sĩ trịnh thiếu thời tấn nguyên đế mỏi mệt gật gật đầu ngu ứng chiến không cần phải nhiều lời nữa, xoay người lên ngựa, phía sau lại truyền đến tấn nguyên đế khàng khàng thanh âm. Biết quyên. Ngu ứng chiến kìm ngựa nghiêng đầu, cúi mâu không nói. Tấn nguyên đế thanh âm giống như ngạnh ở hầu giang, phát không ra tiếng, cũng hỏi không được trong lòng nghi ngờ, sau một lúc lâu bế mâu không lại mở miệng. Gìm ngựa xoay người, ngu ứng chiến không lại trì hoãn, một tiếng thấp A, hắc mã như tên bắn ra. Nghe được hạ nhân hồi bẩm, Trịnh thiếu thời sắc mặt nhất bạch, tử nhân không phải ngu ứng chiến mà là tứ hoàng tử. Nghĩ đến người nọ sắp dẫn người tiến đến, bất chấp lại nghĩ nhiều nơi nào ra sai, trịnh thiếu thời khàn khàn mở miệng. Tán đi trong phủ mọi người. Nhà mình thiếu gia vẻ mặt trắng bệt, trong phủ tôi tớ không rõ chân tướng, nhưng trong lòng cũng phát giác chút không ổn, cất bất an lĩnh tiền bạc rời đi, đứng lại trống trải trong phủ, trịnh thiếu thời nhìn chung quanh liếc mắt một cái phụ thân lưu cho hắn này chỗ trạch viện, chua xót cười được làm vô thua làm giặc mặc dù có miệng khó trả lời hiện nay cũng không chấp nhận được hắn hối hận chính là nếu chưa bao giờ từng có chờ đợi cũng không sao nắm chặt nắm chặt nắm tay trịnh thiếu thời cắn răng một bên thị vệ dẫn ngựa tiến lên đại nhân chúng ta đi nhanh đi nếu không đi liền không còn kịp rồi xoay người lên ngựa trịnh thiếu thời ngước mắt dẫn người cùng ta đi tướng quân phủ chưa bao giờ từng có chờ đợi được đến nàng, khả trơ mắt nhìn đến có cơ hội lại sai không xác thực ở không cam lòng. Tướng quân bên trong phủ, Lý Ngôn Hề ngồi ở ngoại viện trong đình lo lắng trùng trùng dùng điểm tâm, do dự hay không phải hôm nay dị trạng báo cho biết chính mình phu quân, hứa là cảm nhận được nàng lo lắng, hở ra bụng không ngừng đá động, Lý Ngôn Hề bận gục đầu xuống, mảnh khảnh thủ tinh tế trấn an, mặt mày ôn nhu, chưa từng vi nương thân tiền, nàng sợ hãi sinh con, chưa bao giờ nghĩ tới như thế nào làm một cái mẫu thân, nàng hiểu biết chính mình, bên ngoài nàng có thể hào phóng đoan trang. Khả trong khung nhân trong phủ nhân dung túng có chút kiêu căng, không rất thích hợp trở thành một cái mẫu thân, khả trong bụng này đã đến, nhưng nàng luôn không tự chủ được trong lòng mềm mại. Bụng đá nguyên nhân hành động trấn an dần dần bằng phẳng, Lý Ngôn Hề đứng dậy, chợt nghe đình ngoại hỗn độn, hôm nay rối loạn rất nhiều, Lý Ngôn Hề ẩn ẩn có chút bất an ngẩng đầu hướng thám xem đình ngoại hồng nhạn nhìn lại hồng nhạn nhìn đến bên ngoài ẩn ẩn bắt đầu khởi động ánh lửa đồng dạng tâm có bất an nhưng muốn đem quân phân phó mọi sự dẹp an phủ tiểu thư vì trước liền chịu đựng bất an dao động trấn an không có chuyện lý ngôn hề nhíu mi đi ra đình nhìn đến bên ngoài có rất nhiều cầm cây đuốc binh lính gác dài kính hai sườn đôi mi thanh tú súc nhanh nam nam mở miệng tiền viện nhưng là phát sinh chuyện gì Nghe nói như thế, Hồng Nhạn tâm sợ tự gia tiểu thư muốn đi xem náo nhiệt, bận lắp ba lắp bắp khuyên can. Nô tỳ tuy rằng không biết vì sao chúng ta phủ môn luôn luôn nhắm chặt, buổi chiều lại không hiểu hiện ra như vậy nhiều hộ vệ, nhưng nô tỳ xem qua bọn họ đều cầm kiếm, có chút dọa người, tiểu thư chớ để nhìn. Nhìn đến nhà mình phu quân để lại như vậy nhiều ám vệ ở phủ, Lý Ngôn Hề trong lòng biết khác thường, nhưng nhìn đến khẩn trương hề hề hồng nhạn, câu môi cười xem ngươi sợ tới mức, ta thích náo nhiệt, nhưng mắt thấy khác thường trạng, ta chỉ biết mang theo ta tiểu bảo bối trốn đi, làm sao thấu kia phân xem liền nguy hiểm náo nhiệt, đi thôi, chúng ta hồi sân. Vòng qua hồng nhạn, Lý Ngôn Hề câu môi dọc theo trọng binh gác hai sườn dài kính hướng sân đi đến, dưới chân đi ổn, trên tay lại lung tung vỗ chính mình tròn vo bụng. Ngày sau ngươi cũng muốn cùng nương bình thường, nhảy bén chút, nhìn thấy nguy hiểm nhưng chớ có nghĩ xem náo nhiệt, có nghe hay không. Hồng Nhạn gặp tự gia tiểu thư đi xa, nhẹ nhàng thở ra, bận đi theo tiếng lên, nhưng mà càng tới gần tiền viện, liền càng có thể nghe được binh khí va chạm động tĩnh, trong lòng lo sợ, Hồng Nhạn từng bước theo sát tự gia tiểu thư, giữa đường qua kia cây đuốc nhất sáng ngời tiền viện khi, Hồng Nhạn không tự chủ được ngẩng đầu, làm xuyên thấu qua xanh um đáp cấu tường, nhìn đến tiền viện phủ trước cửa đứng nam tử khi, trong lòng cả kinh, là vị kia trịnh đại nhân. Hồng Nhạn e ngại cúi đầu, nếu không dám nhiều xem vội vàng đuổi kịp tự gia tiểu thư. Lý Ngôn Hề cùng ngu ứng chiến sân ở tướng quân phủ tối trung gian, ngày thường liền rời xa ồn ào náo động, hiện nay trọng binh gác lại cố như vững chắc, ly khai tiền viện, khi tiếng đánh nhau liền rốt cuộc nghe không thấy. Tự ngoài tường dũng mãnh vào hắc y hộ vệ cùng trong phủ sớm che giấu lâu ngày ám vệ binh nhận giao tiếp, cây đuốc bắt đầu khởi động gian, từng trận lớn tiếng lọc vào tai. Ẩn ở tướng quân trong phủ ám vệ đều là ngu ứng chiến bên người tối hoàng mỹ một chi ám vệ, hắc y hộ vệ không là đối thủ, mắt thấy thủ hạ hộ vệ càng ngày càng ít, Trịnh Thiếu thời cắn răng, người nọ rõ ràng sớm biết được kế hoạch của hắn. Một bên dẫn ngựa hộ vệ thấy thế sắc mặt nặng nề, mở miệng khuyên can. Đại nhân chúng ta đi nhanh đi. Trong lòng không cam lòng, Trịnh Thiếu thời đang muốn xoay người liền nhìn đến kia xanh ung chuẩn bị ở sau phủ bụng đi qua nữ tử nàng như trước thần sắc sáng láng, mềm mại xinh đẹp, nâng bước lên tiền lại lập tức dừng lại, xuyên thấu qua ánh lửa, trịnh thiếu thời chua xót cười, hiện nay hắn tự thân khó bảo toàn, mặc dù thật sự có thể mang đi nàng có năng lực như thế nào, nhậm nàng cùng chính mình lan bạc kỳ hồ. Huống chi? Nhìn nhìn mọi nơi giảm mạnh tùy thân hộ vệ, nắm chặt hai đấm buông ra, trịnh thiếu thời bế mâu xoay người. Đi thôi. Hắn mang không đi nàng. Đi đi nơi nào? một thân hắc bào nam tử cao lớn mặt trầm xuống tiến lên càng nhiều binh lính dũng mãnh vào phủ môn xem bị hộ vệ vây quanh trịnh thiếu thời ngu ứng chiến mặt mi nhăn lại nghiêng đầu nhìn về phía một bên quản sự phu nhân như thế nào quản sự huấn luyện có tố thần định tiến lên hồi bẩm nghe được tiểu thê tử một ngày này ăn ngon ngủ ngon vẫn chưa chịu nhiễu ngu ứng chiến nhẹ nhàng thở ra có thế này lại nhìn về phía trịnh thiếu thời con ngươi đen bình tĩnh động thủ. Ra lệnh một tiếng, vốn là bị vây nhược thế hộ vệ sắc mặt khẽ biến, binh kích len ken, hỗn loạn trung trình thiếu thời lại cười nhẹ. Tứ hoàng tử là tướng quân dẫn đi. Con người đen sâu thẳm, ngu ứng chiến cuối mâu. Chẳng lẽ không đúng hắn muốn đi? Tứ hoàng tử muốn ngu ứng chiến mệnh đều không phải một hai ngày, hắn quả thật không cần phải dẫn hắn tiến đến, chỉ cần tứ hoàng tử biết, lấy hắn vài lần tam phiên tra xét kế hoạch tính tình liền không có khả năng an nại trụ cùng với nói tứ hoàng tử nhân ngu ứng chiến mà chết không bằng nói gieo gió gặt bão trịnh thiếu thời cười lắc đầu hắn không phải là đối thủ của hắn a à. cũng không ý kỵ tử vong theo hắn đẩy ra kia thanh đoàn nhìn đến kia tờ giấy hắn liền đem tánh mạng buông tha cho chính là không có thể gặp ngu quốc công phủ suy tàn hắn có chút tiếc nuối liễm đi ý cười trịnh thiếu thời nâng bước đang muốn mở miệng khi rất nhiều hắc y sát thủ dũng mãnh vào gia nhập hỗn chiến nhìn đến xuất hiện sát thủ ngu ứng chiến mày xúc nhanh những người này mới là lúc trước ở cung yến thượng người ám sát hắn tam đạo nhân mã dây dưa tướng quân trước phủ hỗn loạn vốn định buông tha cho chống cự trịnh thiếu thời giống như nhìn đến một đường sinh cơ lui ra trên người màu trắng áo choàng động thân rời đi một kiếm đem vây đến sát thủ chém giết ngu ứng chiến ngước mắt không thấy trịnh thiếu thời lập tức xoay người lên ngựa giá mã đuổi theo. Gặp muốn giết hai người rời đi, hắc y sát thủ không làm lưu lại, theo sát đuổi theo, trong phủ ám vệ tiếp tục thủ phủ, một thân quân giáp các tướng sĩ tắt đi theo dục ngựa đuổi theo. Nguyên bản hỗn chiến tiền viện lại khôi phục yên tĩnh, nhưng mà lúc này hậu viện lại bắt đầu kinh hoảng. Theo dài kính đi trở về trong phòng, còn chưa ngồi xuống, Lý Ngôn Hề liền sắc mặt nhất bạch, đều không phải là vì hạ thân dần dần truyền đến đau đớn, mà là vì kia dần dần nảy lên đau đầu một bên hồng nhạn nhìn đến tự gia tiểu thư làng váy thấm ướt sợ tới mức phát run biết tiểu thư đây là muốn sinh sản bận lui bước kinh hô gọi người